Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 64. Hơn nữa, viên đan dược kia chỉ có tác dụng chữa thương, chứ không thể tăng cường thực lực được. Nhưng cây thuốc 5 vạn năm trong tay Tô Vô Kỵ thì lại khác, nó không chỉ chữa khỏi bệnh của ông ta, mà còn có thể gia tăng linh khí, nói không chừng sau khi dùng xong thực lực sẽ tăng lên một bậc. Quan trọng nhất là, nếu như vậy, thì Vương Dương Minh liền đắc ý vì tiết kiệm được đan dược màu đen. Cho nên bất đắc dĩ, Vương Dương Minh mới không luyện hóa đan dược trong bụng dược. Dựa vào cái gì chứ? Tô Vô Kỵ nghe thấy Dương Vương Minh đòi thuốc, bỗng tỏ ra khó chịu, vì lừa tôi, nên mới tự đánh mình, liên quan gì đến tôi chứ, dựa vào cái gì mà tôi phải đưa thuốc cho anh? Dựa vào vết thương của tôi, vì anh nên mới bị thương, anh nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng. Vương Dương Minh mặt dày nói. Mẹ kiếp! Tô Vô Kỵ cạn lời, mặt xám lại nói, anh Vương, anh có biết xấu hổ không vậy, cái mẹ gì cũng đổ hết lên người tôi vậy. Phải trách anh chứ, toàn bộ đều là trách nhiệm của anh. Vương Dương Minh cố tình nói tiếp, nếu lúc trước không phải anh ngu ngốc, thì tôi cũng chẳng lừa được anh thấy lần này, tôi đã phải giá lớn thế nào chưa? Còn không phải vì anh quá dễ lừa, mỗi lần tôi đều có thể nếm được thứ ngon ngọt, có được phần lớn tài nguyên tu chân, cho nên lần này, tôi mới cược, được ăn cả ngã về không, tự mình đánh mình, tranh thủ giành lấy lòng tin của anh. Vương Dương Minh nghiến răng nói, Tô Vô Kỵ, anh đánh tôi như vậy, mà còn nói vết thương của tôi, không liên quan gì đến anh sao? Con mẹ nó! Tô Vô Kỵ không nhịn được nữa, chửi thẳng mặt luôn, đi em, chính anh đã ăn trộm gà không thành lại còn mất nắm gạo, rồi lại quay lại trách tôi là dễ lừa là sao? Vương Dương Minh! Tôi đây hành tẩu giang hồ nhiều năm như thế, còn chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như ông đâu đấy. Tô Vô Kỵ nói thêm. Tôi không nghe. Vương Dương Minh giả vờ như không nghe thấy gì, liền cãi cùn, tóm lại người bị thương là tôi bị thương là sự thật, mau đưa thuốc ra đây, nếu không tôi sẽ chết đấy. Tôi không lừa anh, chắc chắn anh cũng có thể nhìn ra, vết thương của tôi đây anh nhìn đi, nếu không cứu chữa kịp thời, không quá 10 phút nữa. Thì tôi sẽ về quy tiên đó. Vương Dương Minh vừa cãi cùn, vừa bày tỏ tình cảm, tuy chúng ta có chút xích mích, nhưng dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, tôi đã từng cứu anh cũng từng cứu tôi, lẽ nào anh đã quên rồi ư, lúc trước Tô Ma vì muốn nhanh chóng nâng cao thực lực, mà đã hủy diệt cả một tòa thành, khiến mấy chục mạng người phải chết oan uổng. Vương Đại Ca, Tô Tinh Hà ngây thơ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Không đúng. Vương Dương Minh bỗng tức tối đến mức thở phì phò nói, sao cháu có thể gọi ông là đại ca được, ông và ông cố tổ cháu xưng hô với nhau là anh em, cháu lại gọi ông là đại ca, đây không phải là chênh lệch vai vế sao? Nhóc con, cháu phải gọi là ông, như vậy mới hợp lý, nếu cháu gọi ông là đại ca, vậy Tô Vô Kỵ, chẳng phải là của ông sao, tuyệt đối không được. Vương đại ca, đừng tính toán nhiều thế nữa, tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, lông cánh còn chưa mọc đủ. Sao mà biết vai vế là gì chứ? Tô Tinh Hà cười nói, hay tôi cứ gọi Vương Đại Ca đi, như vậy thể hiện rằng quan hệ của hai chúng ta rất tốt, rất thân mật. Ai tội cứng gọi ông là ai muốn có quan hệ tốt, ai muốn thân mật với cháu chứ? Vương Dương Minh xám mặt lại nói, tên nhóc này, cái gì mà lông cánh còn chưa mọc đủ, cháu đang đùa đấy à, cháu căn bản là không có lông. Cái này không quan trọng, Vương Đại Ca, tôi vừa mới nói rồi. Đừng so đo với đứa trẻ như tôi nữa. Tô Tinh Hà cười giễu cợt nói, đồng thời cũng liếc nhìn Tô Vô Kỵ một cái, giống như đang khoe khoang. Ha ha ha, Tô Vô Kỵ đương nhiên đã nhìn ra, chính chắt trai của mình, đang cố ý chọc Vương Dương Minh, bỗng trong bụng như nở hoa. Ông ta hết cách với Vương Dương Minh, biết rõ đối phương đang lừa mình, muốn thuốc của mình, nhưng không muốn trơ mắt nhìn Vương Dương Minh chết, chỉ đành ép Vương Dương Minh nói muốn có thuốc của mình. Nói thật. Trong lòng Tô Vô Kỵ cũng có chút uất ức, nhưng dù sao cũng là bạn bè cùng sinh ra tử, ông ta không thể thấy chết mà không cứu được, rất là trớ trêu. Nhưng bây giờ, Tô Tinh Hà lại thành công làm cho Vương Dương Minh bực tức, trực tiếp gọi Vương Dương Minh là đại ca, khiến cho vai vế của Vương Dương Minh thấp hơn mình một bậc. Thoải mái thật, chắt trai giỏi quá đi, cho giỏi hơn thầy mà, ha ha ha. Đừng gọi ông là Vương đại ca, cậu bé, ông cảnh cáo cháu một lần nữa. Vương Dương Minh chuẩn bị uy hiếp Tô Tinh Hà tiếp, kết quả lại phát hiện, Tô Vô Kỵ đứng bên cạnh hung dữ nhìn ông ta,
nên Vương Dương Minh không nói thêm gì nữa. Con mẹ nó, cái đồ bảo vệ cháu chắt. Vương Dương Minh thầm oán giận trong lòng, nhưng bên ngoài lại nói, được rồi, nếu muốn gọi đại ca thì gọi đi, ông không so đo với cháu nữa ha ha, Vương Dương Minh. Tô Vô Kỵ nghe vậy, không nhịn cười được liền nói, xem ra sau này chúng ta không thể xưng hô là anh em được nữa rồi, chắt trai tôi là em anh và chắt trai tôi cùng vai vế, vậy tôi cũng miễn cưỡng, gọi anh là chắt trai vậy. Im ngay, Tô Vô Kỵ, Vương Dương Minh xám mặt lại nói, tôi kết nghĩa với người em Tô Tinh Hà, thì liên quan gì đến anh, mục đích của mỗi chúng ta là không giống nhau, thì không liên quan gì đến nhau hết. Anh đang nói linh tinh cái gì thế, làm gì mà không liên quan được chứ, chắt trai Dương Minh, lần sau nhìn thấy tôi, nhớ phải hành lễ đấy. Tô Vô Kỵ giễu cợt nói, anh im đi, Vương Dương Minh cảm thấy bản thân ngày càng yếu đi, liền không nói về chủ đề này nữa, mà lại nhìn sang Tô Tinh Hà, nịnh nọt, người em Tinh Hà, anh đây bị thương rất nặng, sắp chết rồi, mau đưa cây thuốc 5.000 năm cho anh đi, đợi vết thương của anh khỏi hẳn rồi, anh sẽ dẫn em đến quán bar tìm mấy em gái. Vương Dương Minh dụ dỗ nói, Vương Dương Minh, anh nói bậy bạ cái gì thế, Tinh Hà mới 5 tuổi, vẫn còn là trẻ con, đi quán ba ông già anh ý. Tô Vô Kỵ trầm mặt lại nói. Liên quan gì đến anh, chúng tôi chỉ đơn thuần là ngâm người trong bồn tắm thôi cũng không được sao. Vương Dương Minh lườm Tô Vô Kỵ, sau đó nhìn về phía Tô Tinh Hà, vừa cười vừa nói, nhanh lên, Tinh Hà, mau đưa thuốc cho anh. Tô Tinh Hà lại thở ơ, giống như không nghe được Vương Dương Minh nói gì. Tinh Hà, đưa cho anh ta đi, ông già này, đợi anh ta khỏi hẳn rồi, ông đây phải trừng trị cho một trận mới được. Tô Vô Kỵ đã nhìn ra, Vương Dương Minh sắp không ổn thật, nên đã hối thúc. Ông cố tổ, Tô Tinh Hà lại không nghe theo, mà lại khế cười nói, cháu muốn hỏi ông một câu. Câu hỏi gì vậy? Ông có làm chuyện mà mình không nắm chắc phần thắng không? Nếu như thất bại, ông sẽ mất mạng đó. Tô Tinh Hà cười hỏi. Cái này phải xem tình sao đã, nếu không thể làm, hoặc vì đại cục, cho dù ông có không chắc chắn đi nữa, thì cũng sẽ không thể không làm. Tô Vô Kỵ nghiêm túc nói. Vậy nếu như vì lừa một số tài nguyên tu luyện thì sao? Tô Tinh Hà hỏi tiếp. Hả? Tô Vô Kỵ không phải kẻ ngốc, ông ta chỉ khựng lại mấy giây, rồi phản ứng lại ngay, cháu đang nói. Ừm. Tô Tinh Hà gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người Vương Dương Minh, nói thẳng, tuy cháu còn nhỏ tuổi, nhưng suy đoán về Vương Dương Minh thì không lệch một tí nào. Ông cũng biết rồi đó, lúc trước cháu còn dùng danh tiếng của anh ta để đi ăn cướp cơ. Anh ta rất thần bí, am hiểu tính toán, tinh giống như khỉ ấy, nếu không có sự chuẩn bị, thì anh ta sẽ tự đánh mình đến nỗi bị thương gần như sắp chết sao. Tô Tinh Hà nói tiếp, cháu thấy là không phải đâu, lỡ như ông không cứu được anh ta, hoặc là ông không có cây thuốc 5.000 năm, vậy thì chẳng phải là anh ta đã nghèo rồi sao? Vì để lừa tài nguyên tu luyện của ông, cái này đúng là quá mạo hiểm. Tô Tinh Hà giễu cợt nói, cho nên cháu dám chắc chắn, anh ta đã có sự chuẩn bị từ lâu rồi. Hoặc là cũng không phải bị thương thật, mặc dù nhìn thì giống thật, nhưng lại không phải vậy, về việc dùng cách gì, thì không thể nào được, có thể là một bí thuật nào đó. Tô Tinh Hà cười nói, hoặc là, ông ta có đan dược chữa thương, cây thuốc, tóm lại là ông ta có cách để bản thân khỏi hẳn đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ có như thế, thì anh ta mới dám đánh bản thân thành bộ dạng như thế này, tôi nói vậy có đúng không Vương đại ca? Nói xong, trên mặt Tô Tinh Hà nở một nụ cười rồi nhìn về phía Vương Dương Minh. Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi sao? Người của nhà họ Tô, tinh danh từ đời này sang đời khác. Tên tiểu tử Tô Thương kia đã khó nhằn rồi, bây giờ lại đụng phải thằng nhãi danh mới có 5 tuổi. Mới 5 tuổi thôi đó, tâm tư cứ kín đáo như vậy. Gen của nhà họ Tô, tốt như vậy thật sao? Người em Tinh, Tinh Hà, em đừng suy nghĩ lung tung, anh đây đã cược được ăn cả ngã về không rồi. Trong lòng Vương Dương Minh có chút hoảng hốt, đồng thời hận không thể để Tô Tinh Hà phá hoại chuyện tốt của mình được, nhưng bề ngoài, ông ta chỉ có thể cười cười giả vờ làm lành nói, mặc dù anh đây là lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, nhưng anh đây lại rất nghèo, nghèo đến nỗi phải đi ở rể đó, mỗi ngày đều bị người khác khinh bỉ. Còn phải giặt quần áo lót nữa. Anh thảm quá rồi, thời gian cực khổ như vậy đã đủ rồi, cho nên anh mới liều lĩnh muốn có được một chút tài nguyên tu luyện. Mau, người em Tinh Hà, mau tới đây, anh không ổn rồi, anh. Anh khó chịu quá, hình như không hít thở được nữa rồi. Anh sắp chết rồi.
Sắc mặt Vương Dương Minh tái nhợt, nói chuyện đứt quãng, muốn tranh thủ có được sự tha thứ của Tô Tinh Hà. Vậy anh chết đi. Tô Vô Kỵ thông qua sự chỉ điểm của chắt trai, đương nhiên đã hiểu, không muốn để ý đến Vương Dương Minh nữa, liền nắm Tô Tinh Hà như muốn rời khỏi nói, Tinh Hà, chúng ta đi thôi, để anh ta tự sinh tự diệt ở đây đi. Chờ một chút. Ông Cố Tổ, dù gì thì anh ta cũng phải chết, giữ lại vòng tay chứa đồ cũng không có tác dụng gì cả, hay là... He he he, cháu đã ăn cắp của rất nhiều cao thủ, nhưng chưa bao giờ ăn cướp đồ của cấp bậc cao thủ chuẩn tiên đế cả. Hôm nay, cháu muốn ăn cắp đồ của cảnh giới chuẩn tiên đế, trở thành kẻ phạm tội đệ nhất thiên hạ. Tô Tinh Hà hất cổ tay ông Cố Tổ ra, nhanh chân chạy đến chỗ Vương Dương Minh, giơ chân lên giẫm vào ngực Vương Dương Minh, sau đó hung dữ, sau đó nói, ăn cướp, mau đem vòng tay chứa đồ của anh đưa cho tôi. Cái gì vậy? Một tên nhãi danh thế mà lại dám dẫm lên lồng ngực của tôi, còn luôn miệng nói muốn cướp đồ của tôi. Có cái quần què, ông đây đã ra lăn lộn mấy trăm năm, một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành người đứng đầu của đạo giáo, thân mặc tử bào, vạn người thần phục, số mệnh vô tận gia thân. Kết quả là bây giờ lại bị một thằng nhóc lông còn chưa mọc cướp bóc. Vương Dương Minh nhìn khuôn mặt đặt ở trong lồng ngực mình, nhất thời thẹn quá hóa giận, sắc mặt tối sầm lại. Đáng ghét. Thật đáng ghét. Nhưng mấu chốt chính là, bây giờ Vương Dương Minh ngay cả một chút tính khí cũng không bộc lộ, mà ông ấy cũng không dám bộc lộ. Dù sao lúc này, Vương Dương Minh chỉ còn lại một hơi thở, nếu không được cứu trị thì sẽ tắt thở ngay lập tức, thật sự là không thể cứng được. Ha ha, Tinh Hà này, cậu đang nói đùa với đại ca có phải không? Vương Dương Minh cười mỉa hai tiếng, lấy lòng nói, hai chúng ta chính là anh em tốt. Tuy rằng chúng ta không kết nghĩa huynh đệ nhưng cũng không khác là bao, sao chú em lại cướp đồ của đại ca được? Ai thèm nói đùa với ông? Chân Tô Tinh Hà dùng sức giẫm lên, hung dữ nói, tôi là cướp, không nói chuyện tình cảm, đừng đem chuyện tình cảm ra trước mặt tôi đây không thèm quan tâm. Nhanh lên, đừng vòng vo nữa, mau giao vòng tay lưu trữ của ông ra đây. Tô Tinh Hà uy hiếp nói, nếu không, tôi sẽ tự mình ra tay. Tuy rằng thực lực của tôi không mạnh bằng ông, thậm chí khác nhau một trời một vực, nhưng tôi có một thiên phú, tôi đặc biệt mẫn cảm với linh khí của các loại đồ vật. Tô Tinh Hà cúi đầu, nhìn xuống Vương Dương Minh đang nằm trên mặt đất, cười đùa nói, tôi có thể cảm nhận được, trong bụng ông dường như có món gì đó tốt, sức sống vô cùng mạnh mẽ. Nếu như tôi đoán không sai, đó hẳn là thứ ông dùng để cứu mạng mình đúng chứ? Tô Tinh Hà thăm dò nói, không phải, không. Trong bụng tôi không có gì, chắc chắn là cậu cảm nhận nhầm rồi. Trong lòng Vương Dương Minh thầm căng thẳng, trong mắt hiện lên tia sáng khác thường, vội vàng đáp lại. Đồng thời, trong lòng ông ấy cũng vô cùng tò mò. Đan dược trong bụng mình đến ngay cả Tô Vô Kỵ cũng không có phát hiện ra, nếu không thì Tô Vô Kỵ đời nào lại lấy ra lão dược 5 vạn năm đưa cho mình. Nhưng còn Tô Tinh Hà sao lại nhìn ra, chẳng lẽ tên nhóc này thật sự có thiên phú đặc thù nào đó? Không thừa nhận đúng không? Tô Tinh Hà lộ ra một tia tươi cười, sau đó nói, nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách tôi, lát nữa tôi sẽ rạch bụng của ông rồi lấy thứ kia ra, để tôi xem rốt cuộc đó là thứ gì. Vương Dương Minh, dựa theo lời chính ông nói, dù sao ông cũng không có thứ gì để cứu mạng, nếu tôi không cho ông lão dược thì chắc chắn ông sẽ phải chết, chết muộn không bằng chết sớm, đỡ phải chịu nhiều đau khổ. Tô Tinh Hà cười nói, chúng ta đã là anh em kết nghĩa. Nếu ông đã không muốn được cao tổ phụ của tôi tiến một đoạn đường thì để tôi làm thay cho. Nói xong, suy nghĩ đó của Tô Tinh Hà vừa lóe lên thì cậu bé lấy một thanh chủy thủ từ trong vòng tay lưu trữ ra, ánh sáng lạnh lập lòe thấu xương. Cậu bé đoạt được thanh chủy thủ này từ chỗ của kẻ khác, vô cùng sắc bén, nhát dao quyết đoán. Mẹ kiếp! Vương Dương Minh nhìn thấy Tô Tinh Hà thật sự ra tay, nhất thời sợ hãi vạn phần, cắn răng nói, người nhà họ Tô các cậu. Người sau càng ác động hơn người trước, kẻ sau càng tàn nhẫn hơn kẻ trước, ông sợ các người lắm rồi. Tôi thừa nhận, tôi trước đó quả thật đã ăn đan dược bảo mệnh, đan dược ở trong bụng tôi, chỉ cần tôi luyện hóa được nó, thương thế rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không ảnh hưởng đến việc linh khí đêm nay hồi phục. Nói xong, ánh mắt Vương Dương Minh rơi xuống người Tô Vô Kỵ, đen mặt nói, anh Tô, tôi đã thừa nhận rồi, chuyện này coi như xong đi, anh mau quản cháu cố của anh lại. Tuổi còn nhỏ không chịu chăm chỉ học hành, thế nhưng lại làm ra trò cướp bóc, về sau còn thế nào nữa?
Vương Dương Minh nghiêm túc khuyên nhủ, giáo dục phải bắt đầu từ khi còn bé, phải nghiêm khắc chỉ trích nó, ngăn chặn hành vi của nó, tốt nhất là để cho nó xin lỗi tôi. Vương Dương Minh còn chưa nói hết, Tô Vô Kỵ cũng đi tới, cắt ngang nói, tôi nhớ rõ anh có một thanh kiếm, rất không tệ, hình như gọi là kiếm thiên hành. Thật không giấu giếm, tôi đặt chân đến cảnh giới chuẩn đế tế luyện chính là thân thể của mình, cho đến hiện tại vẫn chưa có vũ khí nào hợp ý. Tô Vô Kỵ nói tiếp, anh biết tôi mà, tôi rất thích ra vẻ, rất nhiều lúc đối phó với mấy tên nhãi nhép, tôi vẫn dùng kiếm rất oai phong, một kiếm hàn quang bay khắp Cửu Châu, máu nhiễm giang sơn 9 vạn dặm, vừa nghĩ đến bức họa này, tôi đã nhiệt huyết sôi trào, rất ra vẻ. Cho nên, anh Vương, tôi có một yêu cầu quá đáng thế này, anh có thể đưa kiếm thiên hành của anh cho tôi không? Tô Vô Kỵ nghiêm túc nói, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ sử dụng thật tốt. Truyền uy danh của kiếm thiên hành đi khắp ngũ hồ tứ hải, tuyệt đối không để cho nó bị bụi bặm che phủ. Anh nằm mơ. Vương Dương Minh trực tiếp quyết đoán cự tuyệt, kiếm thiên hành tuy rằng không phải chí bảo của đạo giáo, nhưng cũng là bảo kiếm hiếm có trong thiên hạ. Tôi đã trân quý nó nhiều năm, vẫn không nỡ dùng, anh mồm mép như vậy, vừa mở miệng đã đòi kiếm thiên hành của tôi, đùa chuyện gì vậy, đừng có mơ. Như vậy sao? Sau khi bị từ chối, Tô Vô Kỵ bất đắc dĩ buông tay nói. Vậy không còn cách nào khác, tôi rất muốn kiếm thiên hành, nếu anh không chịu cho, tôi đành phải. Cướp rồi, Vương Dương Minh, anh muốn tự động giao cho tôi, hay là tôi tự mình tìm kiếm? Nói đến đây, vẻ mặt của Tô Vô Kỵ lạnh xuống. Cướp bóc, mẹ kiếp, anh cũng cướp đồ của tôi. Vương Dương Minh ưỡn cổ, nhìn Tô Tinh Hà một chút, lại nhìn Tô Vô Kỵ, nhất thời tức giận không kiềm chế được, chửi ầm lên, thổ phỉ, nhà họ Tô các người thượng bất chính hạ tắc loạn. Đều là thổ phỉ, công lý ở đâu? Câm miệng lại. Tốt nhất anh không nên lộn xộn, vạn nhất liên lụy đến thương thế, ngủm củ tỏi trước, ngay cả cơ hội để luyện hóa đan dược trong bụng cũng không có. Mặt Tô Vô Kỵ mang theo vẻ tươi cười, tốt bụng nhắc nhở, ngay sau đó ngồi xổm xuống, thuần thục lục lọi vòng tay lưu trữ của Vương Dương Minh. Cao tổ phụ, trên tay ông ấy không có vòng tay lưu trữ, ông có biết ông ấy giấu vòng tay lưu trữ ở nơi nào không? Tô Tinh Hà thấy cao tổ phụ đang tìm mò nên tò mò hỏi. Ha ha, bao ở trên người ông, cháu đi theo phải học tập theo cho kỹ. Hai tay Tô Vô Kỵ sờ tới sờ lui trên người Vương Dương Minh, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Tuy nhiên, Tô Vô Kỵ cũng không để lộ ra vẻ mặt thất vọng, bởi vì ông ấy biết, Vương Dương Minh tất nhiên có vòng tay lưu trữ. Vì thế, Tô Vô Kỵ bắt đầu lật quần áo Vương Dương Minh lên, rất nhanh sau đó. Ông ấy đã nhận ra quần áo bên hông của Vương Dương Minh có chút kỳ lạ. Tuy rằng nơi này không có gì đặc biệt, nhìn rất bình thường nhưng lại tản ra một luồng linh khí dao động yếu ớt. Tìm được rồi. Tô Vô Kỵ đưa tay sờ qua, dùng sức kéo một cái, trực tiếp xé vải bên hông quần áo Vương Dương Minh xuống. Cao tổ phụ, ông xé quần áo của ông ấy làm gì, chẳng lẽ vải vóc này đáng giá sao? Tô Tinh Hà nhìn quần áo Vương Dương Minh, hai mắt tỏa sáng. Đã chuẩn bị tốt lột quần áo của ông ấy. Không phải, Tô Vô Kỵ cười giải thích, tấm vải này, chính là thứ ông ấy dùng để cất giữ đồ đạc. Thực ra vòng tay lưu trữ chỉ là một cách nói chung chung mà thôi, thứ mà người tu hành dùng để cất giữ đồ đạc là một cái không gian trận pháp. Tô Vô Kỵ nói tiếp, loại trận pháp này gần như có thể khắc ở trên bất kỳ vật thể nào, chẳng qua nếu khắc ở trên vòng tay thì nhìn sẽ khá ngầu mà thôi. Nếu như hiện đại có đại sư biết luyện chế không gian trận pháp, biết đâu sẽ khắc không gian trận pháp ở trên đồng hồ đeo tay hoặc điện thoại di động. Nhưng rất đáng tiếc, địa cầu thuộc về thời kỳ mạt pháp, chưa từng nghe nói tới có ai biết bố trí không gian trận pháp, trước mắt thứ chúng ta sử dụng gần như đều là từ thời kỳ tiên tần lưu lại. Tô Vô Kỵ nhìn thoáng qua tấm vải trong tay, nhẹ nhàng cười nói, vòng tay lưu trữ của Vương Dương Minh chính là tấm vải này, bên trên có không gian trận pháp, bên trong tự thành không gian, cách dùng giống với vòng tay lưu trữ. Thì ra là như vậy, Tô Tinh Hà lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, ngược lại trực tiếp nói, cao tổ phụ, căn cứ vào quy định của chúng ta, ai gặp thì có phần, huống hồ vẫn đưa ra việc đánh cướp đầu tiên. Đồ vật trong này, nhất định phải có một phần của cháu, ngay cả anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Cao tổ phụ, ông thấy có đúng không? Ha ha, tên nhóc này. Tô Vô Kỵ cười cười nói, yên tâm đi, vật tư tu luyện của ông ấy đều cho cháu. Ông chỉ cần kiếm thiên hành là được. He he, vậy tốt quá, cao tổ phụ thật là đẹp trai nhất thế giới. Tô Tinh Hà cười nịnh nọt,
cái miệng nhỏ này đúng là ngọt. Tô Vô Kỵ cười cười, sau đó suy nghĩ vừa lóe lên, phá nát tấm vải, tiến vào không gian bên trong, lấy kiếm thiên hành ra cầm ở trong tay. Thanh kiếm này trắng như ngọc, toàn thân có phù văn dày đặc, tản ra uy thế khủng bố. Kiếm tốt, sau khi Tô Vô Kỵ cẩn thận đánh giá một lượt, nhịn không được khen ngợi nói, tuy rằng không phải đế khí, nhưng chỉ đứng sau đế khí, nếu như chăm chỉ tầm bổ, ngày sau nhất định có thể trở thành đế khí, hôm nay nhặt được vàng rồi. Sau đó, Tô Vô Kỵ thu kiếm thiên hành vào trong cơ thể mình, ngay sau đó ném tấm vải cho Tô Tinh Hà, nhẹ nhàng cười nói, Tinh Hà, cho cháu đó, tài sản của Vương Dương Minh tuy rằng không đủ phong phú, nhưng cũng coi như không tệ. He he, Tô Tinh Hà tiếp nhận tấm vải, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình tại chỗ. Mẹ kiếp, các người quá độc ác, cướp bóc thì cướp bóc, còn chia nhau tài sản ở trước mặt chính chủ ư. Vương Dương Minh thấy vậy, tức giận nói, các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Thật ngại quá, anh Vương, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đánh cướp, không có kinh nghiệm. Tô Vô Kỵ vội vàng cười nói, Tinh Hà còn nhỏ, ở phương diện này càng không có kinh nghiệm, anh yên tâm đi, lần sau lúc cướp bóc anh, chúng tôi nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, tất nhiên sẽ cân nhắc đến kinh nghiệm tham dự của anh. Cút, con mẹ nó còn muốn có lần sau. Vương Dương Minh đen mặt, hận không thể lập tức đứng lên, cho Tô Vô Kỵ cùng Tô Tinh Hà mỗi người một trận. Lúc này, kế hoạch của ông ấy đã bại lộ, Tô Vô Kỵ và Tô Tinh Hà cũng đều biết, trong bụng ông ấy có đan dược. Cho nên Vương Dương Minh cũng không giấu giếm, đã bắt đầu luyện hóa đan dược cứu mạng, thân thể hơi dễ chịu một chút. Có lần sau hay không, phải xem anh có thành thật hay không. Tô Vô Kỵ nhẹ nhàng cười cười, ngược lại ghét bỏ nói, nhưng mà anh Vương, tôi phải phê bình anh thôi. Từ trước đến nay anh am hiểu lừa gạt, tôi nhớ rõ lúc trước trong vòng tay lưu trữ của anh cũng đã có không ít tài nguyên, sao trăm năm trôi qua, tài nguyên trong vòng tay lưu trữ của anh ngày càng ít, còn thiếu nhiều như vậy. Tô Vô Kỵ nghi hoặc nói, chẳng lẽ anh tu luyện tiêu hao quá lớn, hay là đưa cho người khác? Không có, tôi bình thường tu luyện rất ít dùng tài nguyên của mình, các đại danh sơn đối với tôi tất cung tất kính, thiếu tài nguyên thì cứ tùy tiện đi một vòng, tiết lộ chút thiên cơ, tài nguyên lấy được tôi đều dùng không hết. Vương Dương Minh nói tiếp, còn nữa, với sự hiểu biết của anh về tôi, anh cảm thấy bản thân tôi còn không nỡ dùng tài nguyên, chẳng lẽ tôi sẽ tặng cho người khác sao? Cũng đúng. Vậy sao anh lại thiếu nhiều tài nguyên như vậy? Tô Vô Kỵ tò mò hỏi. Sao lại thiếu? Vương Dương Minh tức giận nói, Tô Vô Kỵ, anh còn có mặt mũi hỏi sao? Tôi vừa mới từ núi Võ Đang đi xuống, liên quan gì tới tôi? Đương nhiên là liên quan. Vương Dương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, ngày hôm nay, cách đây không lâu, cháu trai Tô Thương của anh, cướp đi một nửa vật tư tu luyện từ chỗ tôi. Một nửa vật tư? Đó chính là tích lũy mấy trăm năm của tôi giữ lại dưỡng lão, nhưng tôi còn chưa dùng đã bị cậu ta cướp một nửa, đáng giận. Vương Dương Minh tức giận nói, nhà họ Tô các người, thật sự không có ai đàng hoàng cả, ai cũng thích cướp đồ, tôi khinh. Cái gì, anh là bạn tốt chỉ giao của tôi, anh em kết nghĩa, vậy mà tên nhóc Tô Thương kia lại dám cướp vật tư của anh, quá đáng ghét, quả thực. Tô Vô Kỵ nghe xong, trong nháy mắt nổi giận, trên mặt mây đen dày đặc. Nhưng sau một khắc, lại đổi một bộ dáng khác, đắc ý cười nói, quả thực. Đã làm một việc tuyệt vời. Vương Dương Minh, anh đã lừa tôi nhiều lần như vậy, hiện tại bị hậu bối của nhà họ Tô trừng phạt, đây là báo ứng, ha ha ha. Tô Vô Kỵ nhìn không được cười nói, chắt trai Tô Thương, ha ha, rất tốt. Vương Dương Minh, chắt trai tôi ở đâu, tôi rất muốn gặp thằng bé. Con mẹ anh, còn tuyệt vời nữa, tôi khinh. Vương Dương Minh đã khoanh chân mà ngồi, nhịn không được lại phun một ngụm nước bọt, thuận miệng nói, cậu ta đang ở Đông Sơn, bên kia có một động phủ, anh đi vào là có thể thấy được. Lúc anh vào động phủ, ngàn vạn lần phải để lộ thân phận trước, không nên cố ý không nói, coi chừng bị tên nhóc Tô Thương kia đánh. Vương Dương Minh bề ngoài tốt bụng nhắc nhở, thực ra là đang mưu đồ chủ ý xấu. Nó có năng lực đánh tôi. Tô Vô Kỵ nghe vậy, nhất thời mất hứng, Vương Dương Minh. Anh không nhầm đó chứ, Tô Vô Kỵ tôi đã chèn ép cả một thời đại, hiện giờ là cường giả chuẩn đế, tôi sẽ bị chắt trai của mình đánh ư. Tôi không nhầm đầu, anh sẽ bị thôi, anh tất nhiên không phải là đối thủ của Tô Thương, thứ cho tôi nói thẳng, cho dù hai người anh cùng nhau xông lên cũng đánh không lại Tô Thương. Vương Dương Minh nghiêm túc nói, hiện tại Tô Thương đang ở động phủ, nếu như anh không tin,
có thể làm bộ mình là người ngoại vực, xông vào thử một chút xem sao. Nhưng dù sao tôi cũng không khuyến khích anh thử, nếu lỡ thật sự đánh nhau, Tô Thương đánh ngã anh rồi thì anh còn biết khoe khoang thân phận ông cố như thế nào nữa. Vương Dương Minh có lẽ muốn kích thích Tô Vô Kỵ, bĩu môi nói, đến lúc đó, thật xấu hổ. Mẹ kiếp! Tô Vô Kỵ tất nhiên nhìn ra được Vương Dương Minh đang cố ý khiêu khích mình, nhưng vẫn không phục nói, Vương Dương Minh, anh không cần khích tôi, một tên hậu bối mà thôi, tôi không tin tôi đánh không lại nó. Tinh Hà, đi theo ông, chúng ta đi tìm cha cháu, hung hăng đánh cho nó một trận, không phải là nó hạ đo ván cháu sao, hôm nay coi như là ông báo thù cho cháu. Tô Vô Kỵ nói, thật sao ạ, he he he, thật tốt quá, Cao Tổ Phụ, cháu sẽ ở bên cạnh hò hét cổ vũ cho ông. Vừa nghe được Cao Tổ Phụ muốn đánh Tô Thương, Tô Tinh Hà trong nháy mắt kích động muốn chết, đôi mắt tràn ngập kỳ vọng, điên cuồng đi theo phía sau Tô Vô Kỵ. Cứ như vậy, Tô Vô Kỵ dẫn theo Tô Tinh Hà rời khỏi trang viên nhà họ Tô, đi thẳng đến động phủ Đông Sơn. Nhìn theo đôi tổ tông sống này rời đi, Vương Dương Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Tô Vô Kỵ, anh đúng là một tên ngốc, tuy rằng Tô Thương hiện giờ chỉ là nguyên anh đỉnh phong, còn lâu mới bằng anh, nhưng ở trong động phủ, cậu ta có thể nắm trận pháp trong tay. Vương Dương Minh cười cười nói, nếu anh tiến vào trong trận pháp, 108 tòa sát trận đồng thời mở ra, coi như là anh mạnh mẽ phá trận thì trong thời gian ngắn cũng không ra được. Cho dù là đi ra, tôi nghĩ là anh cũng phải mất một lớp da, đáng thương không kể nổi. Vương Dương Minh nhẹ nhàng cười nói, ha ha ha, tôi đã có thể nghĩ đến hình ảnh anh vừa chống cự sát trận, vừa cầu xin chắt trai của mình. Ai bảo anh cướp kiếm thiên hành của tôi, đáng đời, lúc này đây, mặt mũi già của anh mất hết là cái chắc. Còn có thằng nhóc Tô Tinh Hà kia, nghịch ngợm, tuổi còn nhỏ mà lại chọn con đường rất hoang dã, thế mà lại muốn làm thổ phỉ, còn trả giá hành động, đáng ghét. Vương Dương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải do cậu ta, vừa rồi Tô Vô Kỵ đã đưa lão dược 5 vạn năm cho mình rồi, lão dược 5 vạn năm. Chờ đã, mẹ kiếp, làm nửa ngày, tên nhóc Tô Tinh này mới là người thắng lớn nhất, mẹ nó. Một gốc thuốc cũ 5 vạn năm kia đã bị cậu ta không giấu vết thu vào vòng tay lưu trữ, cậu ta còn lấy đi nửa tài nguyên của mình. Vương Dương Minh bực tức nói, tên nhãi này, lông còn chưa có, thế mà tâm tư lại nhiều như vậy, quá đáng ghét. Có điều cũng còn may, mình không có đặt toàn bộ trứng gà vào cùng một cái giỏ, hiện tại trên người mình vẫn còn có một không gian lưu trữ khác. Nghĩ tới đây, suy nghĩ Vương Dương Minh vừa động, trong lòng bàn tay xuất hiện một túi lưu trữ. Bởi vì luyện hóa đan dược, đối với Vương Dương Minh mà nói dễ dàng, cho nên ông ấy có thể phân tâm làm chuyện khác. Túi lưu trữ còn ở trong tay ông ấy là do lúc trước ông ấy giấu ở trong quần áo. Bộ quần áo này của Vương Dương Minh, tổng cộng có 2 không gian lưu trữ. Vừa rồi ông ấy vì che giấu không gian lưu trữ trọng yếu nhất, cố ý để cho Tô Vô Kỵ lấy đi tấm vải kia nên đã để lộ ra một tia linh khí di động, xem như bảo vệ túi lưu trữ trong tay. Trăm năm không gặp, Vương Dương Minh không biết Tô Vô Kỵ mạnh đến mức nào, sợ hãi nếu lại để Tô Vô Kỵ lục lọi tìm xuống, 2 không gian lưu trữ của mình đều bị phát hiện, chỉ có thể vứt xe bảo soái. Túi lưu trữ này được đặt ở trong không gian lưu trữ quần áo, lúc này Vương Dương Minh mở túi lưu trữ ra. Nhìn thoáng qua bên trong. Ha ha, sau khi cho Tô Thương một nửa vật tư tu luyện, vật tư còn lại của mình chỉ có 1/3 ở trong tấm vải lưu trữ kia, còn phần lớn đều ở trong túi lưu trữ này. Vương Dương Minh nhìn thấy đại bộ phận vật tư của mình đều ở đây, nhất thời vui vẻ, vui quá, tên ngốc Tô Vô Kỵ, thằng ngốc Tô Tinh Hà đều bị mình đùa giỡn xoay tròn như rối, ha ha ha. Chờ một chút, hình như có gì đó sai sai. Mẹ! Mình còn có 1/3 vật tư thôi mà, vui cái con khỉ. Vương Dương Minh phản ứng lại, sắc mặt lại khó coi, cắn răng nói, Tô Thương, Tô Vô Kỵ, Tô Tinh Hà, các người chờ đấy cho tôi, món nợ này tôi nhất định sẽ tính toán rõ ràng cùng các người. Sau khi nói ra lời cay độc, ánh mắt Vương Dương Minh rơi vào trong túi lưu trữ, cuối cùng bị quần áo trong đó hấp dẫn, tâm niệm vừa động lấy nó ra. Ong, sau một khắc. Một bộ quần dài tay áo rộng màu lam nhạt phiêu phù ở trên không trung, 2 cái tay áo dài không gió tự động, tiên khí 10 phần. Ha ha, thật đẹp, bộ váy lưu tiên rộng tay này có lai lịch quá lớn, là tổ long của Hoàng đế Thủy Hoàng thời Thiên Tần, hao hết tâm tư vì người phụ nữ mình yêu làm ra, chỉ tiếc, còn chưa đưa ra ngoài thì giai nhân đã rời đi.
Vương Dương Minh ngẩng đầu, nhìn chiếc váy lưu tiên rộng tay màu lam nhạt, đắc ý cười nói, từ đó về sau, Tổ Long đã niêm phong vật này lại, không bao giờ để nó hiện thế nữa. Vì chế tác chiếc váy lưu tiên rộng tay này, Tổ Long tiêu hao tâm huyết nhiều năm, bố trí trận pháp trên vật này, gia tăng năng lực phòng ngự. Vương Dương Minh lẩm bẩm nói, năm đó Tổ Long là cường giả đế cảnh chân chính, ông ta bố trí trận pháp trên bộ quần áo này, nếu như toàn diện mở ra, hoàn toàn có thể ngăn cản công kích của đế cảnh, ngay cả đế cảnh chân chính cũng không thể phá vỡ phòng ngự của vật này. Nghiêm túc tính ra, đây là chí bảo chân quý nhất của mình trước mắt. Vương Dương Minh cười cười nói, đêm nay linh khí hồi phục, chỉ cần mình mặc nó vào thì sẽ không ai có thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với mình nữa, he he. Tô Vô Kỵ, vốn tôi dự định vào thời khắc mấu chốt, đứng lên, dùng thân thể của tôi bảo vệ người nhà họ Tô các người, bất quá hiện tại xem ra, tôi phải suy nghĩ kỹ một chút. Vương Dương Minh cười đùa nói, ít nhất các người phải trả lại toàn bộ đồ mà các người đã cướp đi từ chỗ tôi thì tôi mới có thể cứu các người, nếu không miễn đàm phán nghĩ tới đây. Trong lòng Vương Dương Minh thầm cảm thấy sảng khoái. Khi Hoàng đế Thủy Hoàng, Tổ Long rời khỏi địa cầu đã từng để lại không ít thứ. Vương Dương Minh may mắn chiếm được một bộ phận truyền thừa, chiếc váy lưu tiên rộng tay này chính là một trong những truyền thừa. Chẳng qua, ông ấy là một người đàn ông, hơn nữa còn là người đứng đầu đạo giáo, bảo ông ấy mặc váy thì ông ấy vẫn có chút không tiếp nhận được, quá mất mặt rồi. Cho nên rất nhiều lúc, Vương Dương Minh cũng không muốn mặc quần áo rộng tay lưu tiên, ví dụ như lúc trước ở động phủ Đông Sơn. Chỉ cần Vương Dương Minh mặc bộ quần áo lưu tiên rộng tay này vào thì hoàn toàn có thể bỏ qua đến công kích của sát trận, từ đó bình yên vô sự. Nhưng như vậy thì ông ấy sẽ bị Tô Thương cùng Bạch Khởi nhìn thấy mình mặc váy, cảnh đó quá xấu hổ. Bởi vậy, Vương Dương Minh tình nguyện buông tha một phần tài sản cũng không sử dụng bộ váy lưu tiên tay áo rộng này. Nhưng đêm nay cực kỳ quan trọng. Viêm Long Tiên Đế có lẽ sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, vì thúc đẩy linh khí hồi sinh, Vương Dương Minh đành phải mặc bộ váy lưu tiên rộng tay áo này vào, đi giữ chặt Viêm Long Tiên Đế. Hừ, tối nay nếu ai dám chê cười mình sẽ ghi nhớ từng người một, sau đó lại tính sổ từng người một. Vương Dương Minh hạ quyết tâm, sau đó định cất váy lưu tiên rộng tay cất vào túi lưu trữ. Wow, đúng là một chiếc váy màu xanh xinh đẹp, nhưng đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh của một cô gái nhỏ, nghe qua rất mềm mại. Ngay sau đó, một cô gái nhỏ chừng 5 tuổi chậm rãi đi vào trang viên nhà họ Tô, sợ hãi đứng cách Vương Dương Minh 5 thước. Cô bé ấy buộc hai bím tóc, dung mạo mắt ngọc mày cô, đôi mắt to đen nhánh. Nhất là biểu tình rụt rè của cô bé ấy, ông ấy thấy còn thương xót, làm cho người ông ấy dâng lên dục vọng bảo vệ mãnh liệt. Tô Du Du. Không sai. Cô bé Loli đột nhiên xuất hiện này chính là con gái của Tô Thương, Tô Du Du. Lúc đầu cô bé ấy bị Tây Giao đưa đến tổ địa nhà họ Tây, dốc lòng tu luyện, đêm qua cô bé ấy đã đặt chân vào võ tôn đỉnh phong. 5 tuổi đã đạt võ tôn đỉnh phong, quả thực nghe rợn cả người. Tất nhiên rồi, đây cũng là hợp tình hợp lý, Tô Du Du là sự kết hợp của Tô Thương và Thiên Sơn Tuyết, sinh ra chính là Thiên Tông. Hơn nữa còn có Tây Giao dạy dỗ. Cùng với giường băng cùng các loại tài nguyên của tổ địa nhà họ Tây. Hiện giờ, Tô Du Du đặt chân lên võ tôn đỉnh phong là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vốn dĩ Tô Du Du đang tu luyện ở tổ địa nhà họ Tây, nhưng sau khi Tô Tinh Hà rời khỏi, cô bé ấy cũng không thể yên tĩnh được nữa. Ngay ngày hôm qua, Tô Du Du lại nhận được tin tức của Tây Giao, biết được Tây Giao muốn rời khỏi trái đất, cô bé ấy càng không thể nào ở tĩnh tâm ở lại tổ địa nhà họ Tây để tu luyện được nữa. Mặc dù Tây Giao muốn để cô bé ấy ở lại tổ địa nhà họ Tây, đợi đến khi Tô Thương đến đón Tô Du Du, nhưng cô bé ấy vẫn muốn tự mình rời khỏi tổ địa nhà họ Tây. Tô Tinh Hà còn nhỏ như vậy, cũng đã có thể bỏ nhà đi, một mình lang bạt ở bên ngoài, thực lực của mình còn cao hơn cả Tô Tinh Hà, tại sao không thể một mình đi tìm cha? Suy nghĩ này ở trong lòng Tô Du Du càng lúc càng lớn mãnh liệt, cho nên cô bé ấy một mình tìm được trang viên nhà họ Tô ở Giang Bắc. Ai biết được khi vừa đến trang viên, thì đã nhìn thấy được một chiếc váy thật xinh đẹp đang trôi lơ lửng giữa không trung. Tô Du Du lập tức bị chiếc váy dài lưu tiên thu hút ngay, thực sự quá đẹp, thật là muốn có được mà. Vương Dương Minh lúc này đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa, luyện hóa đan dược cứu mạng, ông ấy không hề quen biết Tô Du Du, cũng không biết Tô Du Du là người nhà họ Tô.
Lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy Tô Du Du thì đã có ấn tượng cực kỳ tốt với Tô Du Du. Một tiểu loli thật dễ thương, thật đáng yêu mà. Điều quan trọng nhất chính là khá nhút nhút, điềm đạm đáng yêu, khiến cho người khác thương yêu, đây mới là dáng vẻ mà đứa bé 5 tuổi nên có. Cùng tuổi tác, mà đem so sánh với cái tên hung hãn Tô Tinh Hà kia, thật sự là quá tàn khốc. Tiểu loli này thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều, ha ha, thật dễ thương, thật sự muốn véo khuôn mặt của cô bé ấy một cái. Lúc này, Vương Dương Minh đã luyện hóa một phần đan dược, thương thế vẫn đang dần dần hồi phục, hiện tại ông ấy không hề có sức lực chiến đấu. Chẳng qua là đối diện với Tô Du Du, Vương Dương Minh cũng không có cảnh giới phòng bị, thậm chí là không hề đề phòng. Suy cho cùng đối diện chỉ là một cô gái nhỏ 4-5 tuổi, một cô nhóc mỏng manh điềm đạm đáng yêu thôi. Cho nên, Vương Dương Minh cũng chẳng muốn dò xét thực lực của Tô Du Du, ông ấy cảm thấy không cần thiết, hiện tại ông ấy đang bị thương, dò xét một chút cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Bạn nhỏ. Lúc này, Vương Dương Minh vừa luyện hóa đan dược, vừa dương vẻ mặt hiền lành nhìn Tô Du Du, cười hỏi, cháu tên là gì thế, đến nơi này làm gì? Cháu tên là Du Du. Tô Du Du trả lời câu hỏi đầu tiên, nhưng cũng không trả lời tiếp câu hỏi thứ hai, điều này làm cho Vương Dương Minh tràn ngập cảnh giác. Du Du à, cái tên thật dễ nghe. Vương Dương Minh khẽ cười, sau đó trấn an cô bé, Du Du, cháu không cần lo lắng, chú không phải người xấu, cháu nhìn quần áo của chú xem, thực ra chú là đạo sĩ, là kiểu đạo sĩ rất lợi hại đấy. Ồ, Tô Du Du gật đầu. Sau đó nhìn về phía chiếc váy dài lưu tiên đang trôi lơ lửng giữa không trung kia, tò mò hỏi, chú ơi, cái váy này là của chú sao? Ừm, Vương Dương Minh mỉm cười trả lời, là của chú, có đẹp không? Vâng vâng, rất đẹp. Tô Du Du nhìn chằm chằm vào chiếc váy dài lưu tiên kia không chớp mắt, cái đầu nhỏ gật gù giống hệt gà con đang mổ thóc vậy, vì vậy có thể nhìn ra được, cô bé ấy thích chiếc váy này biết bao nhiêu. Ha ha. Đương nhiên là Vương Dương Minh nhìn ra được, ông ấy cũng vô cùng thích nhóc loli bện hai bím tóc này. Tuy là lần đầu gặp mặt, không hề quen biết, nhưng đối phương chỉ là một cô gái nhỏ bình thường mới mấy tuổi mà thôi, Vương Dương Minh cũng không có đề phòng gì, ông ấy mỉm cười nói, nếu như đã thích vậy thì cháu mặc đi, để chú nhìn xem có xinh đẹp hay không. Vâng ạ. Trong lòng Tô Du Du vô cùng vui vẻ đáp lại, nhưng trong phút chốc vẻ mặt lại chán chường lên tiếng. Nó lớn quá, cháu nhỏ như vậy, không mặc được. Ha ha, đây không phải là vấn đề gì, váy của chú rất thần kỳ, có thể tùy ý biến to biến nhỏ được. Tô Du Du từ vui vẻ chuyển sang chán nản, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ thay đổi nhanh chóng, vẻ mặt ngây thơ vô tội, đã trực tiếp làm cho trái tim của Vương Dương Minh như tan chảy. Vì vậy, Vương Dương Minh siết hai tay lại, thao tác cho chiếc váy lưu tiên giữa không trung thu nhỏ lại. Rất nhanh đã vừa với kích thước nhỏ bé của Tô Du Du. Ngay sau đó, bàn tay to của Vương Dương Minh vung lên, chiếc váy lưu tiên trực tiếp mặc vào trên người Tô Du Du. Thật đẹp. Không hổ là Thâm Hải Chi Lam, quả nhiên được mặc trên người con gái là đẹp nhất. Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Du Du, mỉm cười nói, Du Du, chiếc váy này tên là Thâm Hải Chi Lam. Thâm Hải Chi Lam, cái tên thật hay, cũng thật sự rất đẹp. Chú ơi, chú mua ở đâu vậy, tốn bao nhiêu tiền ạ? Tô Du Du hỏi thăm, cô bé ấy dự định sẽ đi mua một bộ. Chiếc váy này không phải dùng tiền là có thể định lượng được, trong thiên hạ chỉ có một bộ, tác dụng vô cùng lớn. Vương Dương Minh đón nhận ánh mắt của Tô Du Du, khẽ cười nói, hôm nay chúng ta gặp được nhau, cũng coi như là có duyên phận. Chú thấy cháu cũng thật sự thích chiếc váy này, thế này đi, cháu sống ở đâu? Chú sẽ tìm người làm ra chiếc váy cùng kiểu dáng thế này, sau đó sẽ chuyển phát đến nhà cháu. Mẹ nói, không thể nói địa chỉ nơi mình ở cho người lạ biết được. Tô Du Du lắc đầu, vô cùng đề phòng Vương Dương Minh, sau đó nói tiếp, cháu trả chiếc váy lại cho chú này, cảm ơn chú đã cho cháu mặc thử. Ha ha, đúng là đứa trẻ lễ phép. Vương Dương Minh bật cười, sau đó nói, đêm nay chú có việc gấp cần dùng chiếc váy này. Nếu không chú nhất định sẽ cho cháu mượn mặc thêm vài ngày. Đêm nay chú muốn tỏ tình với người nào sao? Tô Du Du tò mò hỏi. Không phải tỏ tình, mà là báo thù. Vương Dương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hôm nay chú bị người nhà họ Tô đánh cướp tận 2 lần,
cho nên đêm nay chú phải tìm cơ hội trả mối thù này. Chiếc váy dài lưu tiên thâm hải chi lam này, cũng không phải là chiếc váy thường, nó lợi hợi lắm đấy, chỉ cần mặc nó vào, sẽ trở thành cao thủ lợi hại, sẽ không làm chú bị thương. Vẻ mặt Vương Dương Minh hung tợn nói, chỉ cần chú mặc nó vào, đám già trẻ nhà họ Tô kia cũng đều bị chú hành hạ thành chó, ha ha ha. Du Du, cháu đừng bị chú dọa sợ, chú không phải nhằm vào cháu đâu, mà nhằm vào người nhà họ Tô kia. Vương Dương Minh còn bổ sung thêm một câu, sợ rằng sẽ phá hủy đi ấn tượng của mình trong lòng tiểu Loli. Người nhà họ Tô, chú ơi, những người mà chú nói là ai? Tô Du Du dường như đã ý thức được điều gì đó, liền lùi về sau một bước, hỏi một câu mang tính thăm dò. Còn có thể là ai, đương nhiên là... Vương Dương Minh liếc mắt nhìn Tô Du Du một cái, sau đó lên tiếng, dù sao cháu cũng chỉ là một đứa bé, nói với cháu cũng không sao, người nhà họ Tô mà chú đến chính là chủ nhân của trang viên này. Buổi sáng hôm nay, một tên chó chết tên là Tô Thương đã lừa chú rất nhiều đồ, vừa nãy, lại thêm hai người nhà họ Tô đến, một người là Tô Vô Kỵ, một người là Tô Tinh Hà, hãm hại chú thê thảm. Vương Dương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, người nhà họ Tô, đều không phải là thứ gì tốt, người nào người này như kẻ trộm, thật đáng hận, đợi đến đêm nay thương thế của chú khỏi hẳn rồi, thế nào cũng phải trừng trị bọn họ cho đã mới được. Chú ơi! Tô Du Du nghe hiểu hết hoàn toàn, thì ra người này có thù với nhà mình, còn muốn tìm cha và Tinh Hà báo thù, vì vậy ngay sau đó, cô bé ấy lập tức bày khuôn mặt thờ ơ không chút biểu cảm nhìn Vương Dương Minh, nói chú có biết cháu mang họ gì không? Họ gì? Cháu, họ Tô, Tô Thương là cha của cháu, Tô Tinh Hà là em trai của cháu. Vừa dứt lời, Tô Du Du bỗng nhiên ra tay, một chưởng hung hăng đánh vào trên người Vương Dương Minh. Vốn dĩ trong ngực Vương Dương Minh có một túi lưu trữ, lúc này nó trực tiếp bay ra ngoài. Tô Du Du thả người nhảy lên, vươn tay ôm lấy túi lưu trữ, sau đó mặc thâm hải chi lam vào, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy Tô Du Du biến mất trong hư không, Vương Dương Minh hoàn toàn sững sờ. Họ Tô, Tô Du Du, Tô Thương là cha của cô bé ấy. Đồ rác rưởi không có lông Tô Tinh Hà kia, là em trai của cô bé ấy. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài, người xưa không lừa chúng ta, nhìn người thật sự không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, lần này ông đây nhớ rồi. Nhóc con nhà họ Tô thật sự rất ngoan độc đấy, chẳng qua mình vừa nói là muốn tìm đám người Tô Thương để báo thù thôi sao. Nhóc con này một giây trước còn điềm đạm đáng yêu, một giây sau đã cho mình một trường, dứt khoát lưu loát, con bé này có phải là cọp không vậy? Vương Dương Minh nhìn hướng Tô Du Du rời đi, một bên xoa ngực của mình, một bên tức giận bất bình nói, nếu không phải mình đã luyện hóa một phần đan dược cứu mạng thì một trường này của con bé chắc chắn có thể tiễn mình lên đường. Tô Vô Kỵ và Tô Tinh Hà muốn tiễn mình lên đường nhưng đều không thành công, nếu như bị nhóc con này tiễn lên đường. Vậy thì thanh danh cả đời của mình coi như là xong rồi. Vương Dương Minh nghiến răng nghiến lợi nói, người nhà họ Tô quả nhiên không thể chọc, quá độc, về sau ông đây vẫn nên đi đường vòng thôi. Sau khi mắng xong, Vương Dương Minh cất túi lưu trữ lại, sau đó tìm một nơi an toàn luyện hóa lại đan dược cứu mạng. Có điều lúc này ông ấy mới ngoài ý muốn phát hiện, túi lưu trữ của ông ấy đã biến mất. À, đâu rồi, vừa rồi rõ ràng vẫn ở trong túi mình. Chờ đã. Hình như mình nhớ ra gì đó. Mẹ kiếp, đột nhiên, Vương Dương Minh nhịn không được phun tục, đen mặt lại nói, vừa rồi nhóc con kia vỗ mình một chưởng, mình bay ngược ra ngoài, túi lưu trữ cũng rơi ra khỏi túi của mình, sau đó. Nhóc con kia cầm túi lưu trữ của mình rồi rời đi. Thổ phỉ mà, nhà họ Tô một nhà đều là thổ phỉ mà, nhà họ Tô cái gì, thật sự một gia đình thổ phỉ mà. Vương Dương Minh cắn răng nói, hôm nay ông đây quá xui xẻo. Cực khổ tích lũy tài nguyên tu luyện mấy trăm năm, trong vòng mấy tiếng đã bị người nhà họ Tô thay phiên nhau cướp hết. Đầu tiên là Tô Thương, sau là Tô Vô Kỵ và Tô Tinh Hà, cứ tưởng rằng đã dừng lại ở đây, ông đây còn có thể giữ lại không ít tài nguyên, thậm chí thứ quan trọng nhất là Thâm Hải Chi Lam vẫn còn, mọi thứ đều không phải là vấn đề lớn, nhưng ai ngờ, cuối cùng lại xuất hiện một Tô Du Du, thật đáng ghét mà. Nhớ lại cảnh ngộ của bản thân ngày hôm nay, Vương Dương Minh lập tức thẹn quá hóa giận. Ngay sau đó ông ấy nghĩ đến Thâm Hải Chi Lam, sắc mặt càng thêm khó coi, Thâm Hải Chi Lam, trời ơi, váy lưu tiên của mình, còn bị Tô Du Du kia mặc đi. Thảo nào vừa rồi ở dưới mí mắt mình, con bé đột nhiên biến mất,
mẹ kiếp, con bé Mặc Thâm Hải Chi Lam, con bé hoàn toàn có thể đến vô ảnh đi vô tung. Từ đế cảnh trở xuống, không ai có thể làm con bé bị thương, từ đế cảnh trở lên, cho dù là tiên đế đỉnh phong, muốn phá hủy Thâm Hải Chi Lam cũng cần vài ngày, trên trái đất này con bé thật sự là vô địch. Vương Dương Minh cúi đầu dừng chân, hối hận nói, vừa rồi mình thật sự ngu ngốc mà, vậy mà lấy chí bảo quan trọng như vậy ra khoe khoang, còn chủ động mặc vào cho nhóc con nhà họ Tô, mình. Mình thật ngu ngốc, mình chính là một con heo. Bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không có, Thâm Hải Chi Lam, Thâm Hải Chi Lam của tôi. Vẻ mặt Vương Dương Minh đau khổ, ông ấy khóc không ra nước mắt, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất, giống như khí lực đã bị rút khô. Trong vòng mấy tiếng, ông ấy như đã trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Không đúng, nên là suy sụp, không có thăng trầm, thật khó chịu mà. 2. Một lát sau, cảm xúc của Vương Dương Minh mới hồi phục được một ít, ông ấy tự an ủi bản thân, quên đi, bọn họ cướp rồi thì cứ cướp đi, thiên đạo có luân hồi, những lời này đặt trên người mình đều chính xác. Lúc trước mình lừa Tô Vô Kỵ nhiều lần như vậy, là mình nợ nhà họ Tô, những tài nguyên tu luyện này, phần lớn là đến từ Tô Vô Kỵ, bây giờ coi như là vật trở về nguyên chủ. Vương Dương Minh tiếp tục tự lẩm bẩm về phần Thâm Hải Chi Lam. Chiếc váy lưu tiên, là do Hoàng đế Thủy Hoàng Tổ Long tạo ra, mà Tô Thương lại là đời thứ ba của Tổ Long. Tô Du Du là con gái của Tô Thương, cũng có thể nói là con gái của Tổ Long, bây giờ Thâm Chi Lam Hải ở trong tay Tô Du Du cũng hợp tình hợp lý, cũng là vật về nguyên chủ. Vương Dương Minh phân tích rõ ràng, Thâm Hải Chi Lam có linh trí của riêng nó, người cướp đi Thâm Hải Chi Lam may mà là Tô Du Du. Nếu đổi thành người khác thì không cần mình đích thân động thủ, Thâm Hải Chi Lam sẽ tự mình bài xích. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Du Du vừa rồi thật sự là con gái của Tô Thương, có huyết mạch Tổ Long, cho nên trong khoảnh khắc đó đã nhận được sự chấp nhận của Thâm Hải Chi Lam, nó cam nguyện vì Tô Du Du mà dốc sức. 2. Tất cả đều là mệnh mà, chỉ có đáng tiếc mình, từ khi lấy được Thâm Hải Chi Lam còn chưa từng một lần mặc qua. Vương Dương Minh thở dài lần nữa, sau đó nói, hôm nay mình vốn còn định làm một ông chủ trang phục nữ, bây giờ xem ra không có cơ hội rồi. Quên đi, mình vẫn nên nhanh chóng đi luyện hóa đan dược tôi, linh khí phục hồi quan trọng hơn, người nhà họ Tô bất nhân với mình, nhưng mình không thể bất nghĩa với người trong thiên hạ. Vương Dương Minh mình thật sự là một người tốt lòng mang thiên hạ, tràn ngập cảm giác người tốt chính nghĩa, mà người nhà họ Tô chính là một đám rau cải, hừ. Vương Dương Minh mạnh mẽ khen bản thân, sau đó lại hạ thấp nhà họ Tô. Dùng chuyện này để giảm bớt cảm xúc khó chịu của ông ấy lúc này. Quả nhiên, vừa nói như vậy, trong lòng ông ấy thoải mái hơn nhiều, vui vẻ rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Cùng lúc đó, Giang Bắc, một nơi hoang vu nào đó, Tô Du Du mặc Thâm Hải Chi Lam đột nhiên xuất hiện, giống như là xuất hiện từ hư không vậy. Chị rốt cuộc là cái gì vậy? Lúc này, trong lòng Tô Du Du cực kỳ sợ hãi, nhưng cô bé ấy không biểu hiện ra ngoài. Mà làm bộ như rất bình tĩnh chất vấn. Tây Giao đã dạy Tô Du Du, càng sợ hãi thì càng không thể để cho đối phương nhìn ra bản thân đang sợ hãi, nếu không sẽ chỉ càng thêm bất lợi với bản thân. Tô Du Du nhớ kỹ lời dạy của Tây Giao, cho nên giờ phút này bề ngoài của cô bé ấy thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng cô bé ấy là thật sự sợ hãi, bởi vì trên người cô bé ấy mặc váy lưu tiên, nó đã thành tinh, cho nên sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Thậm chí vừa rồi, cô bé ấy vốn chỉ định dạy dỗ Vương Dương Minh một chút, không hề có ý định cướp túi lưu trữ, nhưng Thâm Hải Chi Lam lại có thể khống chế cơ thể của cô bé ấy. Lúc đó Tô Du Du không bị khống chế hoàn toàn, mặc dù cô bé ấy có ý thức, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân lấy đi túi lưu trữ, sau đó đột nhiên biến mất, rời khỏi trang viên nhà họ Tô. Tiểu chủ nhân, không cần sợ hãi, tôi sẽ không thương tổn cô. Đúng lúc này, một giọng nói nữ kỳ ảo vang lên trong đầu Tô Đan Du. Tiểu chủ nhân, chị rốt cuộc là cái gì, trả lời vấn đề này của tôi mau. Trong lòng Tô Du Du rất sợ hãi, nhưng cô bé ấy nhíu mày, giả vờ bình tĩnh thúc giục hỏi. Tôi là Thâm Hải Chi Lam, khi chủ nhân luyện chế tôi đã sử dụng rất nhiều vật chân quý, trải qua hơn 2.000 năm biến hóa, tôi đã sinh ra linh trí, cô có thể gọi tôi là Tiểu Lam. Âm thanh trong đầu vang lên lần nữa, giọng điệu vừa ôn nhu vừa cung kính, tiểu chủ nhân, Tiểu Lam đã nhận cô là chủ. Triệt để ràng buộc cùng một chỗ với cô có thể quyết định sự tồn tại của tôi. Nếu như cô không thích Tiểu Lam, vậy cũng không sao, chỉ cần động một chút ý niệm trong đầu,
Tiểu Lam sẽ mất đi linh trí, từ nay về sau biến mất, cô vẫn có thể sử dụng Thâm Hải Chi Lam bình thường. Sau khi nói những lời này, Tiểu Lam hơi mất mát và thương tâm, rõ ràng nó không muốn cứ như vậy chết, nhưng nó vẫn nói ra, vô cùng tôn trọng quyết định của tiểu chủ nhân. Tô Du Du đương nhiên nhận ra thái độ của Tiểu Lam đối với mình, cảm xúc căng thẳng đã giảm bớt một chút, sau đó cô bé ấy nói, mặc dù tôi không biết chị đã sinh ra linh trí như thế nào, nhưng chắc chắn là rất khó khăn, tôi sẽ không để cho chị biến mất thật tốt quá, cảm ơn tiểu chủ nhân. Tiểu Lam phấn khởi bừng bừng, cảm kích nói, tại sao chị lại gọi tôi là tiểu chủ nhân? Tô Du Du tò mò hỏi, không phải chị thuộc về cái người vừa rồi sao, tại sao chị lại lựa chọn đi theo tôi? Tiểu chủ nhân, người mà cô nói tên là Vương Dương Minh, ông ấy còn không xứng để tôi đi theo. Tiểu Lam nói tiếp, Vương Dương Minh chỉ dựa vào thủ đoạn tính toán thiên cơ để chiếm được một phần truyền thừa của chủ nhân tôi mà thôi, tôi đã ở trong số những vật phẩm mà ông ấy lấy được, nhưng tôi sẽ không đi theo ông ấy. Chẳng qua là, ông ấy và chủ nhân của tôi có mục tiêu chung, cũng coi như là một người tốt, cho nên trước khi không tìm được huyết mạch của chủ nhân, tôi mới lưu lại bên cạnh ông ấy. Tiểu Lam tiếp tục nói, tôi đã nhận ra được, đêm nay ông ấy muốn mặc tôi để chống lại người đến từ bên ngoài, tôi rất không tình nguyện. Ông ấy là một tên đàn ông, muốn mặc tôi nghĩ thế nào cũng không thoải mái, nhưng vì để thúc đẩy linh khí hồi sinh, tôi đành phải miễn cưỡng để cho ông ấy mặc. Tiểu Lam nói tiếp, nhưng mà, tiểu chủ nhân, gặp cô, tôi cũng không cần miễn cưỡng chính mình nữa. Trong cơ thể cô có huyết mạch của chủ nhân, tôi chính là thuộc về cô, đêm nay cô có thể mặc tôi. Chúng ta cùng nhau đi giúp đỡ chủ nhân, khiến cho linh khí hồi phục. Tiểu Lam vui vẻ nói. Huyết mạch trong cơ thể tôi, chủ nhân của chị là ai? Tô Du Du tò mò hỏi. Hoàng đế Thủy Hoàng, Tổ Long, đương nhiên bây giờ ông ấy tên là Tô Thương, chính là cha của cô. Tiểu Lam vui vẻ nói. Tiểu chủ nhân, tôi đã mạnh mẽ rồi, nếu cô mặc tôi vào, vậy thì gần như không có người nào có thể khiến cô bị thương. Hơn nữa tôi còn có thể khiến cô đột phá bản thân. Có được sức mạnh cường đại, nhưng sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với cơ thể của cô sẽ không bởi vì sử dụng tôi mà nghiền ép cơ thể của cô. Chủ nhân của chị là cha tôi. Tô Du Du nghe đến đó thì hoàn toàn yên lòng, sau đó cô bé ấy lại nhớ đến một chuyện, nhíu mày nói, vừa rồi chị nói, Vương Dương Minh kia là người tốt. Đúng vậy. Tiểu Lam nói, ông ấy là lão môn chủ của Thiên Cơ Môn, đệ nhất đạo giáo. Nếu như ông ấy có tâm tư bất chính thì sẽ không thể ngồi được vị trí này, thậm chí sẽ bị trời phạt, ông ấy chính xác là người lòng mang thiên hạ. Ông ấy là kẻ thù của cha tôi và Tô Tinh Hà, còn muốn tìm cha tôi và em trai để báo thù. Tô Du Du bĩu môi nói, nếu ông ấy là người tốt, vậy ý của chị là, cha tôi và Tô Tinh Hà là người xấu. Đương nhiên không phải, em trai của cô thì tôi không biết, nhưng chủ nhân làm sao có thể là người xấu. Tiểu Lam giải thích, chuyện của Vương Dương Minh và chủ nhân tương đối phức tạp, tóm lại bọn họ là bạn tốt, đây chỉ là đùa giỡn mà thôi, không thể coi là thật. Ra là vậy sao? Tô Du Du cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại hỏi, nếu ông ấy là người tốt, vậy tại sao vừa rồi chị lại khống chế cơ thể của tôi, cướp đi túi lưu trữ của ông ấy? Khụ khụ, Tiểu Lam hơi xấu hổ, ngược lại nói, tôi cũng là bất đắc dĩ, cảnh giới của tiểu chủ nhân quá thấp, hơn nữa là cổ võ giả. Cô không thể nào liên tục không ngừng cung cấp cho tôi linh khí được. Mặc dù trước mắt tôi có giữ một ít linh khí, nhưng khẳng định không thể chiến đấu lâu dài, cho nên tôi đã cướp đi túi lưu trữ của Vương Dương Minh, dùng tài nguyên tu luyện bên trong, tùy thời bổ sung linh khí. Tiểu Lam giải thích, thì ra là như vậy. Tô Du Du nghe hiểu, sau đó cô bé ấy hỏi, Tiểu Lam, giọng nói của chị nghe rất dễ nghe, chị khẳng định rất đẹp, tôi có thể thấy chị không? Thật ngại quá. Tiểu chủ nhân, tôi chỉ là linh trí, còn chưa hóa hình, cho nên tôi chỉ có thể phát ra thanh âm, cô không thể nhìn thấy được tôi. Tiểu Lam cung kính trả lời. Được rồi, Tô Du Du ngây thơ cười nói, giọng nói của chị giống như mấy chị mười mấy tuổi, tôi sẽ gọi chị là chị Lam. Tiểu chủ nhân, Tiểu Lam không dám nhận, Tiểu Lam thụ sủng nhược kinh nói. Đừng gọi tôi là tiểu chủ nhân, chúng ta có thể làm bạn tốt, chị cứ gọi tôi là Du Du, tôi gọi chị là chị Tiểu Lam. Tô Du Du chân thành cười nói, Tiểu Lam không dám. Tiểu Lam vội vàng nói, tiểu chủ nhân, nếu cô cứ nhất gọi tôi là chị Tiểu Lam, vậy tôi chỉ có thể bị ép tiếp nhận, đây là sự tự do của cô, nhưng Tiểu Lam tuyệt đối không thể gọi thẳng tên của cô. Được rồi, sau này nói sau. Tô Du Du nghe ra, Tiểu Lam rất nghiêm túc,
cho nên cô bé ấy không ép buộc Tiểu Lam. Sau đó cô bé ấy hỏi, Tiểu Lam, chị có biết cha tôi ở đâu không? Biết. Tiểu Lam trả lời, lúc trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi đều có thể nhìn thấy, nhưng tôi bị Vương Dương Minh nhốt trong túi lưu trữ, ngăn cách khí tức, không cách nào liên lạc với chủ nhân. Hơn nữa, mặc dù lực phòng ngự của tôi rất mạnh, còn có lực công kích không kém, nhưng chung quy tôi chỉ là một bộ quần áo, cần có người mặc vào, tôi mới có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Lam nói tiếp, nhưng nếu như vậy, tôi sẽ biến thành một món đồ vật, chỉ có thể bị người khác tùy ý mặc, khống chế tôi không thể khống chế người mặc tôi, vậy nên tôi ở trong túi lưu trữ của Vương Dương Minh, ở mấy trăm năm. Không đúng nha, Tô Du Du tò mò hỏi, vừa rồi không phải chị vừa mới khống chế tôi sao, tôi cảm nhận được cơ thể của mình, thật sự không thể điều khiển được. Tôi quả thật đã khống chế cô, đó là bởi vì thực lực của cô quá yếu, và lại tuổi còn nhỏ, thần thức yếu. Tiểu Lam thẳng thắn. Chị Tiểu Lam, Tô Du Du nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lại, chị nói chuyện quá trực tiếp, chị không thể uyển chuyển nói tôi yếu sao. À cái này, tiểu chủ nhân, lần sau tôi chú ý. Tiểu Lam hơi bất đắc dĩ, cung kính nói. Hi hi, chị Tiểu Lam, tôi chỉ nói giỡn với chị tôi mới không thèm quan tâm đến chuyện này. Tô Du Du vui vẻ cười nói, đi thôi, chị dẫn tôi đi tìm cha đi. Được. Tiểu Lam đề nghị, tiểu chủ nhân ở Đông Sơn, mặc dù cách nơi này xa, nhưng tôi có thể đưa cô đến đó trong chốc lát. Có điều, tôi đề nghị cô hãy thử làm quen với tôi trước, như vậy đêm nay chúng ta mới có thể phối hợp tốt hơn được. Như vậy cũng được. Tô Du Du gật đầu, cô bé ấy đồng ý với đề nghị của Tiểu Lam. Sau đó cô bé ấy bắt đầu nắm giữ Thâm Hải Chi Lam từng chút một. Lần đầu tiên sử dụng, cô bé ấy dùng sức quá mạnh, trong phút chốc đã xuất hiện ở tỉnh Giang Nam. Cũng may có Tiểu Lam hướng dẫn, Tô Du Du đã nhanh chóng hiểu rõ Thâm Hải Chi Lam. Lúc này, Giang Bắc, bên ngoài động phủ Đông Sơn, Tô Vô Kỵ dẫn theo Tô Tinh Hà, tổ hợp Cao Tổ Phụ cháu cố, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Cao Tổ Phụ, Tô Thương ở bên trong, nhanh qua đánh ông ấy đi. Tô Tinh Hà hưng phấn nói, cực kỳ mong đợi nhìn thấy hình ảnh cha mình bị đánh. Tinh Hà, có chuyện gì với cháu vậy, ông có thể gọi nó là Tô Thương, nhưng cháu là con của nó, sao có thể trực tiếp gọi tên cha cháu được. Tô Vô Kỵ nhìn về phía Tô Tinh Hà, giọng điệu nghiêm túc nói, lần sau không có phép cháu thế này nữa, phải hiểu được chuyện tôn trọng với trưởng bối. Được, được được, Cao Tổ Phụ, cháu nghe ông, bây giờ ông có thể đi đánh cha cháu được chưa? Tô Tinh Hà gật đầu nói. Ha ha, tất nhiên là có thể, cháu đợi đi mà xem, không đem nó đánh đến chóc da chóc thịt, ông không phải là Tô Vô Kỵ nữa. Tô Vô Kỵ lộ ra một nụ cười thoải mái, sau đó liền định đi vào động phủ. Có điều ngược lại, ông ấy nghĩ ra một chuyện, tên nhóc Tô Thương kia, chưa từng gặp qua ông, tất nhiên không nhận ra ông rồi. Có điều, Tô Thương lại quen Tinh Hà, nếu như cháu và ông cùng lúc xuất hiện, nó có thể đoán ra được thân phận của ông. Như thế thì nó sẽ không đánh nhau với ông rồi. Tô Vô Kỵ nói, hơn nữa, mình là ông cố của nó, không có lý do gì để có cớ, cũng không giải thích được lý do vì sao lại đánh nhau với nó. Chuyện này dễ xử lý mà. Tô Tinh Hà đảo mắt một vòng, rất nhanh liền có chủ ý, Cao Tổ Phụ, chờ sau khi nhìn thấy cha cháu, ông liền uy hiếp ông ấy, nói cháu bị ông bắt cóc. Từ đó, cha cháu không những sẽ đánh nhau với ông, mà sẽ còn liều dùng hết tất cả những thủ đoạn của mình. Tô Tinh Hà thoải mái cười nói, cháu thích xem ông ấy dùng hết toàn lực, nhưng vẫn luôn bị Cao Tổ Phụ nghiền ép như cũ, hình ảnh này chắc chắn là rất đặc biệt, ông ấy sẽ tuyệt vọng, bất lực, ha ha ha. Ha ha, Tinh Hà, tên nhóc cháu luôn chứa một bụng ý nghĩ xấu xa, ông thích. Tô Vô Kỵ gật đầu nói, vậy được, cứ làm như thế, chúng ta đi vào. Được thôi, Tô Tinh Hà cười hì hì, sau đó liền đi theo Tô Vô Kỵ, nhanh chân đi vào động phủ. Giờ này phút này, bên trong động phủ, Tô Thương ngồi khoanh chân, đang vận chuyển cửu u trấn ngục quyết. Mấy giờ tu luyện, anh dùng hết một viên long tinh, cùng với những tư nguyên khác, cuối cùng đã đặt chân đến cảnh giới hóa thần. Thời điểm tấn cấp, lôi kiếp xuất hiện, bị Tô Thương lấy tư thế vô địch mà trực tiếp nghiền ép. Lôi điện bị chém to cỡ miệng chén, dưới bàn tay của Tô Thương lại không chịu nổi một đòn, bách thế luân hồi quyền đánh ra, liền có thể khiến nó tán loạn. Tô Long bệ hạ, cách phá lôi kiếp này, thuộc hạ chỉ mới gặp qua ngài như thế thôi đó. Lúc này, Bạch Khởi nhìn vào Tô Thương, trong mắt tràn đầy cung kính,
nhưng thiên phú rất khác yêu nghiệt, cũng có thể trực tiếp đánh lôi kiếp, thậm chí đánh nát lôi kiếp, nhưng bọn họ ít nhiều đều phải trả giá rất lớn. Mà ngài thì lông tóc đều không tổn hao gì, nhẹ nhàng thoải mái, thật giống như chỉ làm một chuyện đơn giản mà thôi. Bạch Khởi cười khổ nói, như thế thì so sánh khắp nơi, Tổ Long bệ hạ, ngài còn yêu nghiệt hơn so với yêu nghiệt nữa đó. Đừng nịnh nữa, bây giờ tôi vẫn còn quá yếu, còn chênh lệch rất lớn so với các người nữa đó. Tô Thương lắc đầu nói, tôi mới vào hóa thần, mượn nhờ Long Tinh, một bước đặt chân vào hóa thần đỉnh phong, khoảng cách này có chút lớn, sau này cần phải cân nhắc, tôi cần phải củng cố một khoảng thời gian nữa mới có thể đột phá tiếp. Tổ Long bệ hạ suy tính chu toàn, ngài chậm rãi tu luyện là được, cho dù ngài bây giờ là độ kiếp, hay là chuẩn tiên đế cũng không có gì khác nhau, đêm nay phía chúng ta có rất nhiều chuẩn tiên đế đó. Bạch Khởi nói, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực, nhất định có thể để cho linh khí khôi phục. Hy vọng là như thế. Tô Thương khẽ gật đầu, đúng lúc Na Âm bỗng nhiên nhận ra được có người tiến vào trong động phủ, nhất thời nhíu mày nói, Tô Tinh Hà. Sao nó lại ở đây, còn người kia là ai? Khí tức thật mạnh, chuẩn tiên đế, đỉnh phong. Bạch Khởi tất nhiên cũng nhận ra, sắc mặt nghiêm túc nói, bệ hạ, trong đó có một chuẩn tiên đế đỉnh phong, thực lực tương đương với tôi. Kỳ lạ, những chuẩn tiên đế ở trái đất đã trốn đi, tôi đều biết, nhưng khí tức của người kia, tôi lại cực kỳ lạ, ông ta chắc không phải là chuẩn tiên đế ở trái đất rồi. Bạch Khởi kết luận, suy đoán nói, ông ta có phải chuẩn tiên đế ngoại vực hay không, rồi thông qua phương pháp đặc biệt gì đó mà đến trái đất. Không loại trừ khả năng này. Tô Thương trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm túc nói, thời gian gần tới rồi, khoảng cách linh khí khôi phục ngày càng gần, lúc này tất nhiên là ngồi không yên, sẽ đến động phủ tìm tòi thực hư. Bệ hạ, làm sao bây giờ, chúng ta trốn, hay là trực tiếp, Bạch Khởi hỏi thăm. Trốn, sao phải trốn? Tô Thương cười lạnh nói, tôi đã nắm giữ 108 toàn sát trận ở đây, cơ thể chỉ cần ở trong động phủ, tôi khống chế trận pháp, cho dù là chuẩn tiên đế đỉnh phong. Thời gian ngắn cũng phải đau đầu, không có cách nào phá trận pháp được. Thực lực của ông, tương đương với ông ta, hai người chúng ta liên thủ, tôi dùng trận pháp nhốt ông ta, ông ở bên cạnh tìm cơ hội đánh lén, tất nhiên có thể gạt bỏ ông ta, chấm dứt hậu loạn. Tô Thương trong mắt lộ ra một tia sát ý. Vâng, Bạch Khởi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kích động, dường như trở lại thời tiền tần, hình ảnh đi theo Tổ Long chinh chiến khắp nơi lại hiện về. Thời điểm ông ra tay, nên cẩn thận một chút, đừng để làm tổn thương đứa trẻ kia, nó là con của tôi. Tô Thương nhắc nhở, hiểu rồi, thuộc hạ nhất định, hả? Tổ Long bệ hạ, ngài có đời sau. Bạch Khởi vô cùng vui vẻ. Tô Thương gật gật đầu, không từ chối. Ha ha ha, quá tốt rồi, Tổ Long cuối cùng cũng có đời sau của mình rồi. Bạch Khởi ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nói, năm đó ngài chung tình với một người, thế mà ông trời bất công. Những chuyện này tôi không nhắc lại nữa, tóm lại, ngài vẫn luôn một thân một mình, thu nhận mây đứa trẻ. Trong đó, người mà ngài tán thưởng nhất, là công tử Phù Tô, thiên phú của cậu ấy cũng là nhất nhì, thế nhưng lại vô tâm không quản thiên hạ, một lòng chỉ muốn đuổi theo ngài. Vì thế, sau khi ngài đến trái đất, cậu ấy liền lấy cớ ốm chết, cũng đi ngoại vực. Bạch Khởi tiếp tục nói, mà những lão thần năm đó của chúng ta, cũng không ai tham gia chuyện thiên hạ. Đại Tần cuối cùng rơi vào tay kẻ ngu ngốc, chết ở đời thứ hai. Đây là kết cục của Đại Tần, thiên hạ tất nhiên theo hướng phát triển, vì thế chúng ta không ai dám ra mặt bảo vệ Đại Tần. Bạch Khởi nói tiếp, thuộc hạ vẫn luôn cho rằng, Tần Nhị chết ở đời thứ hai, nguyên nhân quan trọng nhất, cũng là vì ngài không có con nối dõi. Bây giờ tốt rồi, bệ hạ, ngài có đời sau rồi, nếu gây dựng thiên hạ, nhất định có thể nghìn năm vạn đại, vĩnh viễn bất diệt. Cái này thì thôi đi. Tôi không có hứng thú gì với thiên hạ này, hơn nữa bây giờ cũng không thể cổ hủ như thế mãi được. Tô Thương cười lắc đầu, đang định nói gì, thì ngay lúc này, Tô Vô Kỵ đi đến đây, không có bị kích động trận pháp, hoàn toàn là do Tô Thương sắp xếp. Anh tận lực tắt đi trận pháp, mục đích đúng là dẫn đối phương xâm nhập, để tránh đối phương chạy trốn. Bây giờ, chỉ cần Tô Thương vừa động suy nghĩ, 108 tòa trận pháp sẽ cùng lúc mở ra, vây lấy chuẩn tiên đế đỉnh phong. Chỉ có điều, Tô Thương không có cách nào chỉ đánh vào một người, anh không muốn để Tô Tinh Hà cùng tên chuẩn tiên đế đỉnh phong kia, cùng nhau bị nhốt vào trận pháp, vì thế mới chậm chạp không bắt đầu sát trận. Cha, con nhớ cha muốn chết đi được, nhanh cứu con với, Cao Tổ, ông ta muốn giết Hu.
Con, hu hu hu. Tô Tinh Hà nhìn thấy Tô Thương, liền chạy đến Tô Thương, kết quả bị Tô Vô Kỵ bắt lấy quần áo, xác một tay lên. Ha ha, tên nhóc này, ông cho phép cháu đi chưa hả, cháu chạy trốn đâu vậy chứ? Tô Vô Kỵ cố ý giả vờ dùng bộ dáng hung hăng, giọng điệu lạnh lùng nói, hôm nay người ở đây, có một người đều tính một người, đều phải chết, hừm. Ông là người nơi nào? Lúc này, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Tô Vô Kỵ, mặt trầm như nước, trong lòng tràn đầy đề phòng. Tôi là tổ tông của cậu, Tô Vô Kỵ lạnh lùng trả lời, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Mặc dù ông ấy nói thật, nhưng Tô Thương cũng không biết ông ấy là Tô Vô Kỵ, vì thế lời này trở thành lời mắng người rồi. Muốn chết sao? Bạch Khởi bên cạnh, nghe được Tô Vô Kỵ sỉ nhục bệ hạ như thế, nhất thời giận không kiềm được, lập tức liền định ra tay, có điều lại bị Tô Thương ngăn cản. Bạch Khởi, làm theo sự sắp xếp của tôi. Tô Thương âm thầm truyền âm cho Bạch Khởi, sau đó đón nhận ánh mắt của Tô Vô Kỵ, trên mặt lộ ra vẻ u ám, giọng điệu lạnh lùng nói, các hạ, ông cố ý đến đây tìm tôi, đến lai lịch cũng không dám lộ ra hay sao? Không dám, Tô Vô Kỵ cười lạnh lùng nói, cậu thì là cái thá gì chứ, tôi không dám hả? Thật buồn cười, chỉ là tôi không muốn mà thôi, bởi vì trong mắt tôi, các người đều là người đã chết. Có điều, nếu cậu đã hỏi tôi, thì tôi nói cho cậu biết cũng không sao, ông đây đến từ ngoại vực, từng hoành ép muôn đời. Tô Vô Kỵ khiêu khích nói, hôm nay tôi tìm đến đây là do mệnh lệnh phải xóa số cậu của Viêm Long Tiên Đế, sau đó cản trở linh khí khôi phục, ồ. Tô Thương nhíu mày, trầm giọng nói, khẩu khí của ông lớn thật, chỉ có điều, ông có thực lực này sao? Ha ha, cậu chẳng qua chỉ là Nguyên Anh đỉnh, hả, Hóa Thần đỉnh phong. Tô Vô Kỵ có chút dừng lại, trong mắt lóe lên chút nghi ngờ, vãi không phải nói, Tô Thương là Nguyên Anh đỉnh phong hay sao? Sao giờ lại thành Hóa Thần đỉnh phong rồi? Chẳng lẽ nào, sau khi chia tay với Vương Dương Minh, Tô Thương lại đột phá rồi sao? Chuyện này không có khả năng lắm, Vương Dương Minh không phải nói, sáng nay ông ta mới bị Tô Thương lừa hay sao? Mới qua mấy tiếng thôi, Tô Thương đã tấn cấp Hóa Thần rồi, lại tiếp tục tấn cấp nhanh thế sao? Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù nói thế nào, bây giờ chắc trai này của mình, thật sự là Hóa Thần đỉnh phong. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhà họ Tô có người kế nghiệp rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Tô Vô Kỵ như nở hoa, cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy đời sau của mình ưu tú như thế, cái này so với chuyện tấn cấp năm đó còn vui vẻ hơn nhiều. Chỉ là Hóa Thần mà thôi. Có điều, Tô Vô Kỵ không thể hiện ra ngoài, mà cười lạnh nói, còn chưa phải độ kiếp nữa, mà tôi là chuẩn tiên đế, tôi nghiền ép cậu còn không phải chỉ là trở tay thôi hay sao? Thật sao? Tô Thương khinh thường nói, nếu đã như vậy, vì sao ông phải bắt cóc con trai tôi, ông có dám thả nó ra không, tôi với ông chân chính đấu với nhau một chút. Tô Thương, cậu không cần khích tôi, nếu như chỉ là một mình cậu, tôi có gì không dám chứ. Tô Vô Kỵ nhìn thoáng qua Bạch Khởi, cười lạnh nói, bây giờ bên cạnh cậu, còn có một cao thủ độ kiếp, tương đương với thực lực của tôi, người tôi kiêng kỵ là cậu ta, không phải cậu. Nếu cậu để cậu ta không ra tay thì tôi sẽ thả Tô Tinh Hà ra, cậu dám không? Tô Vô Kỵ dò hỏi lại. Dám. Tô Thương đồng ý ngay, sợ Tô Vô Kỵ đổi ý nên vội nói, đến đây, để con tôi qua đây, tôi một đối một đấu với ông. Được. Tô Vô Kỵ cũng lo lắng đánh nhau thật, sẽ ảnh hưởng đến đứa chắt đáng yêu này, vì thế liền đồng ý, dùng sức ném Tô Tinh Hà ra ngoài. Tô Thương thấy vậy, lập tức bay lên trên không, đón Tô Tinh Hà. Vững vàng tiếp đất. Tinh Hà, con thế nào rồi, cái thứ chó má kia có làm tổn thương con không? Tô Thương vừa dò xét tỉ mỉ con trai, vừa ân cần hỏi thăm. Chó má. Tô Tinh Hà nghe được xưng hô của Tô Thương với cao tổ phụ của mình, nhất thời lộ ra một nụ cười trên nỗi đau người khác, có điều ngược lại kịp phản ứng, vội nói gấp cha, con không sao, các người nhanh đánh nhau đi, con không kịp chờ để nhìn cảnh cha bị ông ấy đánh, ông ấy bị cha đánh rồi. Con đứng ở bên cạnh, đừng làm loạn, nơi này toàn là trận pháp, con tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút. Tô Thương gật gật đầu, sau khi trấn an được Tô Tinh Hà, liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phái Tô Vô Kỵ, chó má, ông thật to gan, dám chủ động dâng tới cửa, nếu đã như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí. Cái gì, mày dám gọi tao là chó má hả, phản rồi, phản rồi. Tô Vô Kỵ nghe vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận. Đứa chắt trai này lại dám gọi mình là chó má, con mẹ nó chứ, hỗn xược quá.
Có điều, nghĩ lại bản thân mình đã giấu thân phận, lại là người do Viêm Long Tiên Đế phái tới, vì thế Tô Thương xưng hô với mình là chó má, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà tuy nói vậy, nhưng mấy chữ chó má này, thật là chói tai quá, con mẹ nó, không được, nhất định phải dạy dỗ lại Tô Thương một trận mới được. Hửm. Nhưng ai đâu biết được, Tô Vô Kỵ còn chưa kịp ra tay, liền phát hiện quanh thân mình, có rất nhiều trận pháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọc lấy ông ấy. Sát trận, 108 tòa. Tô Vô Kỵ sau khi tỉ mỉ quan sát một trận, lập tức nhíu mày, cả người đều nghiêm túc. Mặc dù ông ấy cũng xem như có kiến thức rộng rãi, bởi vì năm đó, Huyền Thiên Tiên Đế từng truyền cho ông ấy một luồng trí nhớ, trong đó có rất nhiều tri thức liên quan đến phương diện tu chân chân phượng, bao gồm cả trận pháp. Chỉ cần Tô Vô Kỵ hiểu rõ được trí nhớ đó, nhất định có thể trở thành đại sư trận pháp. Nhưng cái này cần thời gian tích lũy lâu dài, Tô Thương tích lũy ba thế đời, tạo nghệ trận pháp tất nhiên là khủng bố rồi. Mà Tô Vô Kỵ chỉ mới bế quan trăm năm, cũng không phải toàn thời gian đều dùng để nghiên cứu trận pháp, vì thế trên phương diện trận pháp, ông ấy chỉ có thể nói là khá hơn nhập môn một chút thôi. Giờ này phút này, Tô Vô Kỵ có thể nhìn ra được, mình bị 108 toàn sát trận nhốt lại, những tòa sát trận này lại là sâu chuỗi với nhau. Trong đó, mỗi một toàn sát trận, lấy cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh cao, đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Nhưng 108 tòa sát trận nối liền cùng nhau, Tô Vô Kỵ trong thời gian ngắn liền bất lực. Đương nhiên, ông ấy cũng nhận ra được, nếu như mình dốc toàn lực, ngược lại là nắm chắc được việc loại bỏ trận pháp, nhưng cần rất nhiều thời gian, mà chính mình cũng trong tình trạng kiệt sức, thậm chí sẽ bị thương. Chó má kia, không phải ông rất phách lối hay sao, thử phách lối nữa cho tôi nghe xem nào. Tô Thương đứng tại chỗ, vừa khống chế trận pháp, vừa cười lạnh lùng. Tô Thương. Tô Vô Kỵ giận thì cực kỳ giận, giọng điệu lạnh lùng nói, đồ hèn hạ, không phải nói một đấu một à, vì sao lại sử dụng trận pháp? Khởi động trận pháp sao có thể xem như hành động hèn hạ được? Tô Thương khế cười nói, nếu nói như ông, vậy thì những pháp sư trận pháp đều là những người hèn hạ hết sao? Trận pháp, tôi biết, ông không biết, đây chính là bản lĩnh của tôi, hiện tại tôi nắm giữ trong tay 108 sát trận này, vậy thì nó chính là một trong những thủ đoạn của tôi. Tô Thương lạnh lùng nói, tôi dùng thủ đoạn của chính mình thì sao có thể xem là hèn hạ được? Cậu, Tô Vô Kỵ điều động linh khí, vừa chống đỡ lại các đòn công kích của sát trận, vừa tức giận nói, ra mồm. Tôi muốn nói nếu như chỉ dựa vào thực lực của chính cậu thì làm sao dám la lối trước mặt tôi chứ? Thì ra là cậu dựa vào trận pháp, hừ, tôi muốn một đấu với một, mà cậu lại đi dùng trận pháp, như vậy không công bằng. Như vậy là không công bằng rồi hả? Tô Thương nhếch miệng lên, cười đùa nói, đồ chó, ông quá ngây thơ rồi, chuyện không công bằng còn ở phía sau nữa kìa, Bạch Khởi, đến phiên ông ra tay rồi. Vâng, Bạch Khởi nhận được mệnh lệnh của Tô Thương, thân hình liền lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ngay bên cạnh Tô Vô Kỵ. Ông ấy vẫn luôn chờ đợi cơ hội, chỉ cần bắt được sơ hở của Tô Vô Kỵ thì tùy lúc đều có thể ra tay. Từ sớm trước đó, Tô Thương đã chia sẻ quyền khởi động 108 sát trận cho Bạch Khởi rồi. Cho nên, Bạch Khởi mới có thể tự do di chuyển ở trong 108 sát trận mà không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Tô Thương, cậu có ý gì? Tô Vô Kỵ nhìn thấy Bạch Khởi đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời lộ ra tia kiêng dè. Rất đơn giản, ông nhìn không ra sao. Tô Thương khế cười nói, ông này là thủ hạ của tôi, ông ấy đang chờ cơ hội để lén ra tay với ông đó. Tô Thương, cậu nói thẳng ra như vậy sao? Không có cách khác mà, con người của tôi không có ưu điểm gì khác ngoài việc hay nói thẳng mà thôi. Tô Thương cười cợt nói, đồ chó, hôm nay bất kể là như thế nào, ông đều phải chết ở đây rồi. Cậu không giữ chữ tín, đã nói là một đấu với một, vậy mà cậu lại liên thủ với người khác. Tô Vô Kỵ lên tiếng chỉ trích nói. Vậy thì thế nào, đây là địa bàn của tôi muốn làm gì liền làm như thế đó, quy tắc là do tôi đặt ra. Tô Thương cười nhạo nói, hơn nữa, ông không phải mới vừa nói tôi hèn hạ sao, nói tôi không công bằng à, bây giờ tôi chính là thật sự hèn hạ một chút, dù sao đối với mấy người ngoại vực như ông thì cũng không cần thiết phải giữ chữ tín. Cậu, Tô Vô Kỵ tức nghẹn nói không ra lời, cả cổ đều bị đỏ lên vì tức. Ông ấy không ngờ tới Tô Thương đã không giữ lời hứa, mà còn già mồm nữa chứ, mẹ nó, tức thiệt mà. Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại một chút thì chuyện này cũng không có gì trách được. Người ngoại vực chạy đến trái đất làm sằng làm bậy,
muốn xâm chiếm trái đất, đối mặt bọn họ thì giữ chữ tín con mẹ gì chứ? Đứa chắt trai của mình làm như vậy quả thật không tệ mà, không cần phải giữ chữ tín, chỉ cần đánh thắng là được. Làm tốt lắm. Tô Vô Kỵ sau khi tức giận xong, ở trong lòng lại bắt đầu tán thưởng Tô Thương, không hổ là chắt trai của chính mình, đúng là thông minh, đúng là có não mà, ha ha ha. Ngay khi Tô Vô Kỵ còn đang đắc ý thì Bạch Khởi vẫn luôn đứng im bên cạnh tìm cơ hội đột nhiên lại ra tay, một chưởng đánh tới. Ngoá! Tô Vô Kỵ cảm nhận được sát ý mãnh liệt đang tới thì lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay ra chống đỡ. Nhưng ông ấy còn cần phải chống đỡ lại sát trận, cho nên tâm thức phải phân ra một phần, kết quả đương nhiên không thể địch lại Bạch Khởi được, ầm. Lòng bàn tay của hai người va chạm, sau một hồi tiếp xúc, lần lượt hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Bạch Khởi thì còn đỡ, không cần chịu sức ảnh hưởng của sát trận, trong nháy mắt thì có thể đứng vững lại được. Tuy nhiên Tô Vô Kỵ vì phải đề phòng sát trận cho nên ông ấy khá là loạng choạng, không thể tìm được chỗ tiếp đất. Cùng lúc đó, Tô Thương ở cách đó không xa, hai tay bấm quyết, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng khống chế trận pháp, tăng nhanh tần suất công kích của trận pháp. Lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, Tô Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy là không chịu nổi nữa rồi liền nói, Tô Thương, cậu khinh người quá đáng, đã như vậy, cũng đừng trách tôi vô tình. Tiếp theo tôi sẽ cho cậu thấy thực lực thật sự của tôi. Vừa dứt lời thì Tô Vô Kỵ liền bay lơ lửng giữa không trung, toàn thân phát ra ánh sáng lập lòe, tản ra khí tức kinh khủng. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là cơ thể ông ấy vậy mà đã biến đổi rất lớn, lấy đường sống mũi làm đường phân cách, cơ thể của ông ấy chia ra thành nửa trắng nửa đen. Đương nhiên, không phải xác thịt của ông ấy biến đổi màu sắc, mà chính là linh khí quanh người ông ấy đã chia thành hai loại sắc thái. Tô Vô Kỵ ở trong trạng thái này, khí tức cường mạnh lên không chỉ gấp đôi, thật khiến người khác phải kinh sợ. Tô Thương, trong vòng nửa giờ, tôi chắc chắn sẽ phá được trận pháp của cậu, đến lúc đó, cậu hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Tô Vô Kỵ giọng nói lạnh lùng, mái tóc đen trắng xen kẽ, không có gió mà vẫn tung bay, trên người ông ấy vậy mà lại tản ra một uy thế khủng bố không thể tả bằng lời như vậy. Hừ, Tô Thương thấy vậy, khẽ nhíu mày nói, vô ngã công pháp. Người này, vậy mà lại tu luyện vô ngã công pháp. Hơn nữa, ông ấy cũng không cần phân ra một cơ thể thứ hai, chỉ dùng một cơ thể để đồng thời tu luyện vô ngã thần công và vô ngã ma công. Tô Thương hết sức kinh ngạc nói, vậy mà lại có người có thể đồng tu được như vậy, chuyện này thật quá sức tưởng tượng mà, chuyện này phải cần đến nghị lực lớn như nào chứ. Công pháp này, trong thiên hạ chỉ có mình hiểu được phải tu luyện như thế nào, lúc trước chính mình, cũng chưa từng tu luyện qua. Tô Thương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng liền nở một nụ cười, anh thầm nghĩ trong lòng, dựa theo những gì Tô Ma nói lúc trước thì hình như chính mình đã đem công pháp này truyền thụ lại cho ông cố Tô Vô Kỵ. Hơn nữa ông cố chính là một cơ thể đồng tu, mà ông cố cũng đã tu luyện thành công rồi. Nói như vậy, người trước mặt mình dây, chính là ông cố Tô Vô Kỵ sao? Lúc trước ông ấy cùng đi tới với Tô Tinh Hà, nói là bắt cóc Tô Tinh Hà, nhưng Tô Tinh Hà nhìn chẳng có vẻ gì hoảng sợ cả. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhìn Tô Tinh Hà bên cạnh không chút lưu tình, phát hiện Tô Tinh Hà lúc này đang rất hào hứng, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, giống như đang cổ vũ đám người trong sát trận chém giết lẫn nhau vậy. Tô Thương thấy vậy lập tức hiểu ra mọi chuyện rồi, người đàn ông đang bị vây lại trong sát trận ắt hẳn là ông của Tô Vô Kỵ của mình. Hơn nữa, chuyện này Tô Tinh Hà chắc cũng đã biết, nhưng Tô Tinh Hà lại giả bộ như không biết. Tô Vô Kỵ sau khi đến động phủ liền chỉ đích danh muốn đánh với mình một trận, là ý gì chứ, chẳng lẽ là muốn đánh mình một trận sao? Có lẽ là vậy rồi, dù sao thực lực của mình yếu, ông cố khiêu chiến với mình, không có ý gì ngoài việc muốn ức hiếp người mà thôi. Ông ấy cũng không tiện xưng tên mình ra, cho nên cố ý giả bộ thành người ngoại vực, cứ như vậy đánh mình một trận, thì không cảm thấy có gánh nặng gì ở trong lòng rồi. Thế nhưng tại sao ông ấy lại phải đánh mình chứ? Tô Thương lại nhìn sang Tô Tinh Hà lập tức hiểu ra mọi chuyện. Khốn nạn! Mình luôn động tay động chân với Tô Tinh Hà, gõ vào cái đầu quả dưa của nó, ông cố lần này ra tay, chắc không phải là do nó giật dây đó chứ. Có khả năng này lắm! Đứa con bất hiếu à, đứa con bất hiếu! Nghĩ tới đây, Tô Thương mang theo nụ cười nhìn chằm chằm Tô Tinh Hà, anh đã nghĩ ra phải dạy dỗ cái thằng nhóc này làm sao cho đàng hoàng rồi. Cha.CSA Cha nhìn con chằm chằm làm gì vậy? Tô Tinh Hà bị Tô Thương nhìn chằm chằm mà cảm thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng mở miệng nói ra.
không làm gì cả, cha cũng chỉ là cảm thấy con rất xuất sắc, không nhịn được nên muốn nhìn con lâu thêm một chút. Tô Thương thuận miệng nói ra, đương nhiên rồi cha, không phải con nổ với cha, nhưng con giỏi lắm đấy, Du Du cũng không bằng con đâu. Tô Tinh Hà nghe thấy cha khen mình, nhất thời lâng lâng, lộ ra vẻ kiêu ngạo, lợi hại trước mặt cha mình. Đúng vậy, con là giỏi nhất, đợi lát nữa cha sẽ thưởng cho con thật xứng đáng. Tô Thương ngoài mặt thì mỉm cười nhưng trong lòng lại đang tức giận nói. He he he, cảm ơn cha, lại làm cho cha phải tốn kém nữa rồi, không biết cha muốn thưởng gì cho con vậy. Tô Tinh Hà vô cùng vui vẻ, tò mò hỏi. Đến lúc đó con sẽ biết thôi, lấy được phần thưởng của cha, chắc chắn con sẽ gào rú lên cho mà xem. Ha ha ha, vậy thì tốt quá. Con kích động muốn kêu gào lên luôn rồi nè, chắc là cha sẽ thưởng cho con chân bảo hiếm thấy gì đây, đã quá đi, cha thật tốt với con mà. Tô Tinh Hà vô cùng hưng phấn. Kích động gào thét, chuyện này, có khả năng này hay không, mày sẽ kêu gào lên không phải là bởi vì kích động, mà là bởi vì đau đó. Tô Thương bây giờ cũng không vạch trần Tô Tinh Hà với ông cố, mà anh vẫn cứ giả bộ như không biết rõ tình hình. Người ngoại vực, lúc này... Tô Thương đã biết người phía dưới là ông cố Tô Vô Kỵ cho nên anh không dám gọi là đồ chó nữa, ông cho rằng 108 sát trận này chỉ thế thôi sao? Không giấu gì ông, vừa rồi tôi cũng chưa có sử dụng toàn bộ sức mạnh của trận pháp này, bây giờ, tôi sẽ để cho ông mở mang kiến thức một chút. Vừa dứt lời, khóe miệng Tô Thương nở một nụ cười, hai tay bắt đầu bấm quyết, khống chế trận pháp. Đồng thời, Tô Thương âm thầm truyền âm cho Bạch Khởi, lát nữa ông ra tay nhẹ một chút, dạy dỗ ông ấy là được rồi, đừng giết ông ấy thật. Vì sao, bệ hạ, đối với người ngoại vực tuyệt không thể nhân từ mà nương tay, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Bạch Khởi truyền âm đáp lại, theo như thuộc hạ thấy, trực tiếp giết chết là tốt nhất, sau đó đem đầu lâu của chúng nó, treo ở bên ngoài động phủ để đe dọa những người ngoại vực khác. Cơ thể của ông ấy cũng tốt nha, máu thịt chuẩn tiên đế, đúng là một vật đại bổ mà. Có thể dùng để bồi dưỡng cho các thiên tài trái đất chúng ta. Tô Thương có chút cạn lời, nhưng anh nhìn ra được, Bạch Khởi thật sự có sát ý cho nên liền nói thật, không được, ông ấy, là ông cố Tô Vô Kỵ của tôi. Tô Vô Kỵ, Bạch Khởi sau khi biết được thân phận của Tô Vô Kỵ, đầu tiên là sững người lại, sau đó lại khiếp sợ không gì sánh nổi, tôi có nghe nói tới danh tiếng của Tô Vô Kỵ, nhưng ông ấy cũng chỉ có hơn 100 tuổi, vậy mà bây giờ đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong rồi sao? Chuyện này thật quá sức khó tin mà, tôi đặt chân đến cảnh giới bây giờ, cũng phải trải qua mấy trăm năm, hơn nữa còn là ở dưới thời Tiền Tần, người người như rồng. Bạch Khởi truyền âm nói, từ thời cận đại đến nay, trái đất tiến vào niên đại mạt pháp, linh khí thưa thớt, Tô Vô Kỵ dựa vào cơ thể người bình thường, vậy mà chỉ trong vòng trăm năm, đã đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong, nghe rợn cả người mà. Bệ hạ, thuộc hạ lúc trước không biết thân phận của Tô Vô Kỵ, nói năng lỗ mãng. Nói ra những lời đại bất kính, kính mong bệ hạ trách phạt. Bạch Khởi cung kính nói. Chuyện này không liên quan gì đến ông, là do ông cố của tôi cố tình che giấu thân phận, ngay từ đầu tôi cũng không biết, nếu như ông ấy không sử dụng vô ngã công pháp thì đến bây giờ tôi cũng không nhận ra được. Tô Thương tiếp tục truyền âm nói, nếu như ông ấy đã đến gây chuyện thì lát nữa ông ra tay chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tính mạng của ông ấy thì cứ tùy tiện mà đánh, đánh cho đến khi nào ông ấy khai ra thân phận thật của mình thì thôi. Vâng, Bạch Khởi gật gật đầu, một mực cung kính đồng ý. Vô ngã công pháp. Lúc này, Tô Vô Kỵ hét lớn một tiếng, sau đó liền bắt đầu công kích trận pháp. Tô Thương cũng bắt đầu khống chế trận pháp, tung ra đòn tấn công tổng lực và dồn dập để trấn áp Tô Vô Kỵ. Mà Bạch Khởi, thì lại đóng vai ngư ông đắc lợi, ở bên cạnh chờ cơ hội đánh lén. Có sự nhắc nhở của Tô Thương, ông ấy đã biết rõ thân phận của Tô Vô Kỵ. Cho nên ông ấy chắc chắn sẽ không ra tay quá nặng. Nhưng Tô Thương cũng đã dặn dò, muốn dạy dỗ ông cố một chút cho nên Bạch Khởi lúc ra đòn tấn công cũng không hề qua loa chút nào. Cứ như vậy, khoảng nửa giờ sau, Tô Vô Kỵ vốn có bản tính vô cùng kiêu ngạo, phách lối, đã suy sụp, hô hấp có một chút gấp rút, trên trán mồ hôi dày đặc. Đồng thời, trên người của Tô Vô Kỵ cũng đã xuất hiện những vết thương, áo quần cũng đã rách vài chỗ, máu từ những chỗ rách ấy chảy rịn ra. Mặc dù không có vết thương nào nặng, nhưng cũng chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ cuồng vọng như lúc mới tới. Về phần Bạch Khởi, thực lực của bản thân ông ấy không kém gì so với Tô Vô Kỵ, lại không cần đối kháng với trận pháp,
chỉ là tùy tiện đánh lén mà thôi, cho nên nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Tô Thương càng thoải mái hơn, anh chỉ có việc khống chế trận pháp mà thôi, linh khí cũng không có tiêu hao quá nhiều. Không đánh nữa, không đánh nữa. Cuối cùng, Tô Vô Kỵ phát tiết lên, chửi bậy nói, trận này đánh cái con khỉ, tôi bị trận pháp vây hãm, căn bản không đụng tới cậu được. Bên cạnh còn có một tên ngư ông đắc lợi nhìn chằm chằm, Tô Thương, mau mở trận pháp, thả tôi ra ngoài mau, tôi không đánh với cậu nữa, ồ. Tô Thương cười nhạo nói, người ngoại vực, ông nói không đánh là sẽ không đánh sao, ông coi nơi này là nơi nào chứ? Được rồi, Tô Thương, cháu giả bộ cái gì nữa chứ hả? Tô Vô Kỵ mặt đen lại nói, đừng cho là ông không biết, cháu đã sớm đoán được thân phận của ông rồi. Vừa rồi có mấy lần, cái tên chuẩn tiên đế bên cạnh có cơ hội đánh ông bị thương nặng, nhưng lại không hề ra tay độc ác, chỉ là làm rách da thịt của ông mà thôi. Tô Vô Kỵ phân tích nói, chắc là cháu đã biết thân phận của ông cho nên mới kêu ông ấy ra tay nhẹ chứ gì. Ông cố quả nhiên thông minh. Tô Thương nghe thấy Tô Vô Kỵ nói như vậy, liền thẳng thắn thừa nhận. Sau đó khế cười nói, cháu cũng chỉ là nhìn thấy ông dùng đến vô ngã công pháp mới chắc chắn được thân phận của ông. Thằng nhóc con, tinh danh mà nhưng mà, ông lại thích, ha ha ha, đây mới chính là hậu nhân của nhà họ Tô chúng ta. Tô Vô Kỵ mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn Tô Thương, sau đó thúc giục nói, đừng ngẩn ra đó làm gì, mau thả ông ra ngoài đi. Không cần vội, Tô Thương nhìn thẳng vào Tô Vô Kỵ, mỉm cười nói, ông Cố, lần đầu gặp mặt. Ông có quà gì cho chắt trai của mình không? Ông Cố bây giờ đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong, đã từng tung hoành cả một thời, ra tay chắc cũng không keo kiệt chứ nhỉ? Hừ! Tô Vô Kỵ cảm thấy tình huống có gì đó sai sai, mặt đen lại nói, nhóc con, cháu có ý gì, ngay cả tư nguyên của ông Cố mình mà cháu cũng muốn bắt chẹt sao? Không dám, không dám! Tô Thương khế cười nói, vậy cháu mau thả ông ra đi chứ? Tô Thương không lên tiếng, cũng không trả lời. Chỉ mỉm cười nhìn Tô Vô Kỵ. Mặc dù anh không nói lời nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là muốn có được tư nguyên. Cháu là cái đồ bất hiếu, ngay cả ông Cố mà cũng dám gài bẫy, tức chết ông mà. Tô Vô Kỵ cắn răng nói, ông Cố, ông nói gì vậy, làm sao cháu lại bẫy ông chứ? Tô Thương không chịu thừa nhận, nhưng cũng chính là không thả người ra, kỳ thật ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng mà anh cũng không phải thực sự muốn gài bẫy ông Cố, anh chỉ muốn ra uy cho Tô Tinh Hà thấy mà thôi. Tên nhóc Tô Tinh Hà này, nhỏ như vậy mà đã khó quản rồi, bắt buộc phải dạy dỗ nó một trận tử tế mới được. Lúc này Tô Thương cũng là muốn thông qua việc chèn ép ông Cố, để nói cho Tô Tinh Hà biết, cái nhà này, là do ông đây quyết định. Kể từ đó mà có thể thuận tiện quản giáo Tô Tinh Hà, hung hăng chèn ép một chút thói phách lối của Tô Tinh Hà. Về phần bắt chẹt tư nguyên của ông Cố thì cùng lắm sau đó đền bù tổn thất lại cho ông Cố thôi. Lúc này, sắc mặt Tô Vô Kỵ đều xám đen lại, bản thân ông ta đã ngông cuồng nửa đời người, lúc trẻ thì bắt chẹt các ngọn núi lớn, thập đại gia tộc, nhưng tuyệt đối không thể ngờ rằng, lúc này đây, bản thân lại bị chắt trai bắt chẹt lại. Vạn vật đều có luân hồi, vũ trụ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai cả. Tô Vô Kỵ không nhìn được bèn thở dài một hơi, uất hận liếc nhìn Tô Thương một cái. Cuối cũng đồng ý. Tô Thương, thằng nhóc con của cháu được đấy, đến ông Cố mà cũng dám lừa gạt, được đấy. Tô Vô Kỵ nhìn sang Tô Thương, rồi nói đi, cháu muốn cái gì, hôm nay ông nhận thua. Ông Cố, ông đừng nói như vậy, cháu lừa ông lúc nào chứ, cháu trai chỉ muốn ông tặng cho cháu một chút quà gặp mặt thôi mà. Tô Thương khế cười nói, từ khi cháu sinh ra đến giờ, ông Cố cũng chưa từng nhìn mặt cháu, lần đầu gặp mặt. Không thể tặng chút quà sao ạ? Tô Vô Kỵ nghe thấy vậy, sắc mặt lại càng xám lại, được lắm Tô Thương, lừa dối thì cứ lừa dối, lại còn nói kiểu giả nhân giả nghĩa đó làm gì, quá là vô liêm sỉ. Cha! Tô Tinh Hà đứng bên cạnh nghe thấy vậy, như muốn nhắc ông Cố Tổ một câu, cậu bé nhỏ giọng nói, lúc trước lần đầu tiên cha nhìn thấy con, cũng không đưa cho con quà gặp mặt, vậy cha dựa vào cái gì mà yêu cầu Cố Tổ đưa quà gặp mặt cho cha chứ? Ha ha ha! Không hổ danh là chắt trai tốt của ông Cố Tổ, biết bảo vệ ông Cố Tổ, được, tốt lắm. Tô Thương, cháu nghe đây, chắt trai của ông nói có lý biết bao, đến bản thân cháu còn không làm được, dựa vào cái gì mà yêu cầu ông. Tô Vô Kỵ đang nói, kết quả lại nhìn thấy Tô Thương đưa tay búng vào trán Tô Tinh Hà. Á, Tô Tinh Hà đau đến nỗi nước mắt chảy ràn rụa, vội xin tha thứ, đau quá cha, nhẹ tay một chút,
con sai rồi, con không nói nữa. Tô Thương không cho Tô Tinh Hà cơ hội, mà búng vào trán cậu bé thêm một cái nữa. Ông Cố Tổ, cứu cháu với, ông mau nhìn cha cháu đi, thế mà cha lại dám đánh cháu trước mặt ông, như thế còn có đạo lý, còn có vương pháp không chứ? Tô Tinh Hà cũng không diễn kịch nữa, nghiến răng nói, không phải ông Cố Tổ vừa với nói, đưa con đến là để đánh cha con sao, ông mau đánh ông ta đi, tuyệt đối đừng có tha cho ông ta. Tinh Hà, cháu đừng có nói lung tung. Tô Vô Kỵ sắc mặt biến hóa, vội vàng nhắc nhở. Đồng đội heo à, còn không thấy rõ tình hình sao, ông Cố Tổ ông đây, cũng đã bị nhốt lại ở trong trận pháp, không thể ra ngoài được hay không, tất cả chỉ chờ một câu nói của cha cháu thôi đấy. Lúc này cháu đem mục đích của chúng ta nói ra đây, không phải là muốn ông Cố Tổ mất mạng sao, trời ơi đồ nào ngắn này. Ông Cố Tổ, ông lợi hại như vậy, thì sao phải sợ cha cháu chứ, ông là trưởng bối, ông đánh ông ta. Ông ta đâu dám đánh trả lại chứ phải không? Tô Tinh Hà nói tiếp, khi ông ra tay, cháu sẽ ở bên cạnh cổ vũ cho ông, để ông đánh bại ông ta. Tô Tinh Hà, Tô Thương nghe thấy vậy, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt, nhanh chóng nắm véo một bên tai của Tô Tinh Hà, rồi nói, tên nhóc con này, đúng là không biết hiên phận mà. Lúc trước cháu đã đoán ra rồi, ông cố che giấu thân phận, muốn khiêu chiến với cháu ở trong động phủ, khiến cháu không thể né thoát ra được. Bây giờ xem ra, là kỳ người đứng sau giật dây ông. Tay Tô Thương dần dùng sức, nghiêm khắc nói, con tuổi còn nhỏ, mà đã căm hận cha, muốn lợi dụng trưởng bối để trừng trị cha, quá đáng lắm rồi đấy. Cha, oan uổng quá, đến đây để đánh cha, là do ông Cố Tổ âm mưu đấy, chính là ông Cố Tổ. Tô Tinh Hà đang muốn giải thích, nhưng lại bị Tổ Vô Kỵ ở trong trận pháp ngăn lại. Tô Thương, cháu đoán không sai. Đúng là Tinh Hà đã giật dây ông cố, ông cũng nhất thời hồ đồ, nên đầu óc không được tỉnh táo. Ánh mắt của Tô Vô Kỵ, dừng lại trên người Tô Tinh Hà, nói với ngữ khí giáo huấn, Tinh Hà, ông cố nói cho con biết, cha cháu đánh cháu, đó là vì nó thương cháu chưa từng nghe câu yêu cho roi cho vọt à. Nó đánh cháu, là vì muốn tốt cho cháu, để cháu càng thêm tốt hơn, sau này sẽ hình thành một quy tắc, biết lễ phép với người khác, tương lai nhất định sẽ trở thành thiên tài. Tạo phúc cho muôn dân. Tô Vô Kỵ nói với giọng điệu sâu xa nói, sao cháu có thể lợi dụng ông cố đến đây để đánh cha cháu vậy, cái này, là cháu hơi quá đáng rồi đấy. Hai, ông đúng là hồ đồ, nhìn thấy chắt trai dễ thương hoạt bát cười nói hi ha với ông là bị cháu đánh, ông thương nó, cho nên. Tô Vô Kỵ thở dài một hơi, để lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ tự trách, phô diễn ra kỹ thuật hạng nhất. Ông cố tổ sao, Tô Tinh Hà đứng ở bên cạnh. Lặng lặng nhìn xem ông cố tổ diễn kịch, cái miệng nhỏ há hốc ra, trên mặt hiện rõ dòng chữ không thể tin nổi. Làm phản rồi sao, ông cố tổ không phải là đang lật mặt rồi sao? Ông cố tổ không phải Tô Vô Kỵ sao, không phải ông có một thời huy hoàng chuyên đi bức ép người khác sao, bây giờ còn là cảnh giới chuẩn tiên đế nữa chứ? Tình hình gì vậy, nhanh như vậy đã bị nhận ra rồi, vậy mình phải làm sao đây, mình khó chịu quá. Thật không ngờ, ông cố tổ lại là người như vậy. Làm mình thất vọng quá. Tô Tinh Hà xám mặt lại, vô cùng khó chịu nhìn sang phía Tô Vô Kỵ. Tô Vô Kỵ có chút gượng gạo, giả vờ không nhìn về phía Tô Tinh Hà, mà nhìn sang Tô Thương, nói, Tô Thương, hay là chuyện này cho qua đi, cháu trai của ông, mau mở trận pháp, để ông cố ra ngoài nhé. Đừng vội, Tô Thương khế cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tinh Hà, thản nhiên nói, tội cha không dạy được con, Tô Tinh Hà, chuyện hôm nay. Cha phải để cho con nhớ rõ. Trận pháp phía dưới rất thú vị, con xuống dưới với ông cố tổ, cùng nhau trải nghiệm một phen đi. Tô Thương cười giễu cợt nói, bây giờ ông cố tổ con rất thoải mái, đối phó với trận pháp rất dễ dàng, nhất định ông ấy có thể phân chia sức mạnh để bảo vệ con. Không muốn. Tô Tinh Hà dường như đã nhận ra, tuy ông cố tổ rất mạnh, nhưng bây giờ cha đang nắm phần hơn, nói chuyện thì cũng chẳng có tác dụng gì, hay là cứ nịnh nọt xỉa trước đã. Thế là, Tô Tinh Hà vội đến cầu xin, cha, trận pháp phía dưới quá là kinh khủng, cha đừng cho con xuống dưới đó, con có rất nhiều tài nguyên tu luyện, con muốn dùng nó để chuộc lại bản thân con. Cha không cần. Tô Thương lắc đầu nói, con chỉ là một đứa trẻ mà thôi, sao có thể có được tài nguyên tu luyện chứ, cho dù có, cha cũng không cần, cha. Tô Thương đang nói, ai ngờ lúc này, Tô Tinh Hà bỗng lấy một cây thuốc tràn ngập linh khí từ trong vòng tay chứa đồ. Tỏa ra một luồng khí thức mờ mịt, sặc sỡ lóa mắt. Cái này,
Chấm. Tô Thương bất ngờ vô cùng, tự lẩm bẩm, đây là cây thuốc 5 vạn năm sao. Anh ấy đã được đầu thai từ lâu, ở trái đất nhiều nhất cũng đã nhìn thấy cây thuốc 7, 8.000 năm, còn cây thuốc hàng vạn thì rất ít gặp. Nhưng bây giờ, trong tay Tô Tinh Hà lại có thêm một cây thuốc 5 vạn năm, làm cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Công dụng của cây thuốc 5 vạn năm có hiệu quả gấp vạn lần mọi cây thuốc khác, chứ không phải chỉ gấp 5 lần. 100000 cây thuốc vạn năm, cũng không thể so với cây thuốc 5 vạn năm được, bởi vì, chất lượng giữa hai loại thuốc này chênh lệch nhau khá lớn, không thể nào so bì được. Theo lý thuyết, trái đất có nhiều thời gian chắc cũng có cây thuốc nhiều năm tuổi, nhưng Tô Thương lại chỉ gặp qua cây thuốc 7, 8.000 năm. Bây giờ, cây thuốc trong tay Tô Tinh Hà, khiến cho hai mắt Tô Thương sáng lóe lên. Không sai, cha ạ, chỉ cần cha chịu tha cho con, đồng thời từ nay về sau sẽ đồng ý với nguyên tắc của cha con chúng ta, cha không đánh con, thì con không gây họa, chúng ta tôn trọng nhau, yêu thương nhau, thì con sẽ đưa cho cha cây thuốc 5.000 năm này. Tô Tinh Hà đưa ra yêu cầu của mình. Con còn đưa ra điều kiện với cha sao? Tô Thương khó chịu, sải bước đi tới, trực tiếp cướp lấy cây thuốc trong tay Tô Tinh Hà, làm gì có chuyện đó. Đồ của con, cũng là đồ của cha, cũng sẽ là đồ của con. Tô Tinh Hà có một loại cảm giác rất khó tả, khuôn mặt nhỏ nhắn xám đen lại, nhưng cũng đành chịu. Nhưng trong lòng cậu bé đang tưởng tượng, vào một ngày nọ, đợi mình vô địch thiên hạ, thực lực mạnh áp đảo cha, thì nhất định sẽ nhớ đến ngày hôm nay. Hừ hừ, đến lúc đó, cậu bé sẽ cướp lấy vòng tay chứa đồ của cha, cướp bóc hết mọi thứ của cha, rồi trở thành kẻ phạm tội đệ nhất vũ trụ. Khi đó, nhất định phải cướp hết mọi thứ, không để lại bất cứ một thứ gì, quần áo cũng lột sạch sẽ, để báo thù cho mối thù hôm nay. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Tinh Hà cũng cảm thấy dễ chịu một chút, khóe miệng liền nở một nụ cười giễu cợt. Cộc, lúc này, Tô Thương đưa tay búng một cái vào đầu Tô Tinh Hà, để cậu bé tỉnh mộng lại. Á, đau, cha, cái gì tốt con cũng đưa cho cha, sao cha lại còn đánh con? Tô Tinh Hà ôm đầu, nói một cách đau đớn. Vừa rồi con cười nham hiểm như vậy, chắc chắn là không có ý tốt gì, cha nghi ngờ con đang muốn gây thêm chuyện gì đó. Tô Thương thản nhiên nói, nghi ngờ, chỉ vì nghi ngờ mà cha liền đánh con, không còn nguyên nhân khác gì sao? Tô Tinh Hà vừa kinh ngạc vừa cảm thấy tủi thân. Cha đánh con thì cần có lý do sao? Tô Thương liền hỏi ngược lại, đồng thời giơ cánh tay lên, định cốc vào đầu Tô Tinh Hà một cái. Đừng, đừng! Tô Tinh Hà bỗng tỉnh táo lại. Chê cười nói, he he he, cha, con là con cha muốn đánh thì đánh, đó là đạo lý bất di bất dịch, không sao, cha vui là được rồi. Như vậy còn tạm được, Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó nhất quyết cốc vào đầu Tô Tinh Hà một cái. Mẹ kiếp, Tô Tinh Hà bỗng nhảy cẫng lên, cắn răng nghiến lợi nói, con đã làm theo cha nói rồi, sao cha còn đánh con thế? Không phải con nói, cha muốn đánh thì đánh, còn nói đó là đạo ký bất di bất dịch sao? Tô Thương từ tốn nói, con, Tô Tinh Hà khóc không ra nước mắt, cuối cùng lựa chọn không nói gì, mà ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Ông cố. Tô Thương vô cùng hài lòng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Vô Kỵ, khế cười nói, ông cổ, quà gặp mặt của cha, có phải ông cố đã quên không lấy ra rồi phải không? Tên tiểu tử này, nếu như ông cố không có, thì cháu định đánh ta hay sao? Tô Vô Kỵ xám mặt nói, chắc chắn là không rồi. Ông có là cha của ông nội, vai vế cao nhất trong gia đình, cháu sao có thể đánh ông được chứ? Tô Thương cười nói, chỉ là con người cháu trí nhớ không được tốt lắm, chắc sẽ không nhớ được làm sao để mở sát trận này ra. Ông cố, cảnh giới chuẩn tiên đế của ông, thực lực cao cường, dù sao thì 108 tòa sát trận này, cũng không thể làm ông bị thương trong thời gian ngắn đâu. Ông cố hãy kiên trì ở trong trận pháp này, cháu sẽ từ từ suy nghĩ, đợi cháu suy nghĩ xong rồi, sẽ mở trận pháp. Thả ông cố ra ngoài ngay. Tô Thương nghiêm túc nói. Mẹ kiếp, Tô Vô Kỵ không nói thêm nữa, càng không cam tâm tình nguyện, lấy cây thuốc 5 vạn năm ở trong vòng tay chứa đổ ra, rồi nói, chỗ ông cố cũng có cây thuốc 5 vạn năm tuổi, thế bây giờ cháu đã nhớ ra cách mở trận pháp ra chưa nhỉ? Nghĩ ra rồi ạ, ông cố, ông chờ chút ạ. Tô Thương nhìn thấy có một cây thuốc 5 vạn năm tuổi, hai mắt bỗng sáng lóe lên, vài giây trôi qua, trận pháp đã mở ra một cách thành công. Soạt, sau đó, một tia sáng lóe lên, Tô Vô Kỵ đi ra từ trong sát trận, quần áo có mấy vết xước, dáng vẻ có chút thảm hại. Tuy trong thời gian ngắn, trận pháp không uy hiếp gì lớn đến ông ta,
nhưng đối phó với trận pháp lại không dễ dàng gì. Tô Thương, lúc này, ánh mắt sắc bén của Tô Vô Kỵ nhìn chằm chằm Tô Thương, từng bước tiến lại gần, trầm giọng nói, tên nhãi này, được đấy, dám uy hiếp cả ông cố à? Ông cố, có ý gì vậy, cây thuốc 5 vạn năm tuổi ông còn không cho cháu, bây giờ còn dùng ánh mắt này để nhìn cháu, là sao vậy, không phải ông muốn đổi ý đấy chứ? Tô Thương bỗng có cảm giác không ổn lắm, anh ấy muốn điều động một trận pháp, nhốt Tô Vô Kỵ lại. Nhưng Tô Vô Kỵ vừa động não một cái, trên người, trực tiếp đứng ở vị trí cách Bộc Dương có nửa bước. Vèo. Sau một lúc, liền có một luồng khí kinh khủng, nhằm vào Tô Thương, cho dù Tô Thương đã đặt chân đến cảnh giới hóa thần, nhưng vẫn bất lực không làm được gì, thậm chí đến linh khí cũng không thể điều động, bản thân anh ấy cũng không thể cử động được. Mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Vô Kỵ đứng ngay bên cạnh mình. Trận pháp, ông cũng hiểu được chút ít, tuy không bằng cháu, ở bên ngoài trận pháp, thì ông vẫn có thể đối phó được một vài phần. Tô Vô Kỵ chăm chú nhìn Tô Thương, lạnh lùng cười nói, tên tiểu tử nhà ngươi, muốn dùng trận pháp để hãm hại ông đây 2 lần, tuyệt đối không thể nào. Bệ hạ, Bạch Khởi ở bên cạnh thấy vậy, khóe miệng liền gượng cười, muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Nên cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ. Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà của bệ hạ, đối phương còn là ông cố của bệ hạ, chắc chắn sẽ không làm hại đến bệ hạ đâu. Nếu mình tùy tiện nhúng tay vào, thì còn ra thể thống gì nữa, đến lúc đó, người nhà bọn họ làm hòa với nhau, cười cười nói, còn mình lại là người ngoài, thì xấu hổ biết mấy. Thế là, chẳng những không trợ giúp, ngược lại Bạch Khởi còn lùi lại về phía sau mấy bước. Ông cố... Lúc trước là cháu đùa với ông tỷ thôi, ông đừng có để ý. Tô Thương nở một nụ cười gượng gạo, vội vàng nói, sao cháu lại muốn có được cây thuốc 5.000 năm tuổi của ông chứ, cháu chỉ đùa ông thôi mà. Hừ, bây giờ nói những này, thì quá muộn. Mặt Tô Vô Kỵ trầm lại, nói với giọng điệu lạnh lùng, chắc là tức giận thật rồi. Như vậy mới được chứ, ông cố tổ, đánh ông ta đi, đánh thật mạnh vào, tiện thể thì lấy cây thuốc về cho cháu. Tô Tinh Hà thấy vậy, bỗng sung sướng đến phát điên lên, phấn khích nói, đánh ông ta đi, cốc đầu ông ta đi, đánh mấy cái vào, ha 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 ha. Hả? Tô Vô Kỵ liếc nhìn Tô Tinh Hà một cái, sau đó nở một nụ cười giễu cợt, rồi giơ tay lên, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thương. Tô Thương liên tục cười khổ, xem ra hôm nay không thoát được trận đòn rồi. Được rồi, đánh thì đánh đi. Bị ông cố đánh cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nhưng, đúng lúc này, Tô Thương chợt phát hiện ra mình có thể cử động, linh khí cũng có thể điều động được. Bởi vì, Tô Vô Kỵ thu hồi uy lực của chính mình, đồng thời khuôn mặt cũng tràn đầy sự vui mừng nhìn sang Tô Thương. Ha ha ha, Tô Thương, không tệ không tệ, cháu được đấy, có phong thái giống ông cố của năm đó. Không, cháu so với ông cố của năm đó, còn ưu tú hơn nhiều, cảnh giới hóa thần, trẻ tuổi như vậy mà đã đạt được rồi. Ha ha, gia tộc tộc Tô ông cố sẽ bốc khói xanh mất. Tô Vô Kỵ vỗ tay lên vai Tô Thương, thoải mái cười to, đừng sợ, vừa rồi ông chỉ trêu chọc cháu thôi, làm sao ông lại nỡ đánh cháu được. Cháu đáng mến như vậy, nếu có một ngày, ông thực sự đặt chân đến cảnh giới thiên đế, thì ông sẽ xé nát gia phả, bắt đầu viết lại từ đời của cháu. Cây thuốc 5 vạn năm này, cháu cầm lấy đi, xem như là quà gặp mặt ông cố đưa cho cháu. Tô Vô Kỵ cười sảng khoái. Sau đó đem cây thuốc 5 vạn năm trong tay, đưa cho Tô Thương. Tô Tinh Hà đứng ở bên cạnh thấy vậy, bỗng trợn tròn mắt, khuôn mặt bé bỏng để lộ ra sự kinh ngạc. Ý gì vậy, đang đùa mình à? Hai người họ làm hòa rồi sao, vậy mình thì sao? Nhìn thấy cha và Cao Tổ Phụ vừa nói vừa cười, Tô Tinh Hà trong lòng đột nhiên khó chấp nhận được. Đừng chơi trò vậy chứ, đây không phải hãm hại trẻ con sao? Bù, đúng lúc này, Tô Tinh Hà cảm nhận được. Mình bị cha nhìn chằm chằm, dọa đến không tự chủ được mà run lên một cái. Hi hi, Tô Tinh Hà cười ngượng ngùng 2 tiếng, sau đó kiên trì đi lên trước, cười hi hi nói, cha, lúc nãy con cũng đùa cha mà thôi, quả thật lúc Cao Tổ Phụ muốn đánh cha, trong lòng con có chút khó chịu, hận không thể đổi người ông ấy muốn đánh là con được. Có điều, suy nghĩ kỹ một chút thì con biết Cao Tổ Phụ không có khả năng đánh cha được, con đã sớm nhìn ra ông ấy đang trêu đùa cha rồi. Vì thế con mới phối hợp với ông ấy diễn kịch, gia tăng tính chân thực đó mà. Tô Tinh Hà tùy cơ ứng biến, giống như tranh công nói, thế nào hả, cha, kỹ xảo của con có được hay không chứ, có phải cha đang tưởng thật phải không? Ai ya, cha,
cha đã quá hiểu tính cách con rồi đó, cha, từ trước đến nay con luôn tôn tính trưởng bối, nhất là kính trọng cha, tất nhiên sẽ không ngay lúc cao tổ phụ muốn đánh cha mà con cười trên nỗi đau của người khác được. Tô Tinh Hà ra vẻ ấm ức mà nói, con quá thảm rồi, nếu như cha chịu tốn thời gian hiểu về con hơn một chút, thì sẽ không hiểu lầm con rồi. Ha ha! Ha ha! Đối với lời giải thích của Tô Tinh Hà, Tô Thương chỉ là cười lạnh hai tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước, đối với Tô Tinh Hà cũng là một cái lý lẽ cùn mà thôi. Đau đau đau, cha, nhẹ một chút, con vẫn là con nít, cha đừng đánh con choáng váng thế này chứ. Cao tổ phụ, cứu mạng cháu, ông nhìn cha cháu này, ông ấy ra tay thật độc ác mà. Cao tổ phụ, ông không phải nói nếu ông ấy đánh cháu, thì ông sẽ đánh lại à, sao ông thờ ơ như thế chứ? Tô Tinh Hà thống khổ kêu rên, đáng tiếc, Tô Vô Kỵ vẫn đứng bên cạnh, cũng không có ý can thiệp. Xảy ra chuyện vừa rồi, ông ấy xem như đã nhìn thấu bản lĩnh của đứa chát đích tôn của mình rồi. Cái gì mà bé ngoan, cái gì mà nhỏ đáng thương chứ, đứa nhỏ này thậm thà thậm thụt, quá không an phận rồi, nhất định phải dạy dỗ nó thật tốt mới được. Mấy phút sau, Tô Thương mới dừng xoa bóp cho Tô Tinh Hà, đồng thời không cho Tô Tinh Hà cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem cậu bé thu vào trong tháp hư không. Đi vào đó ngoan ngoãn hối lỗi đi. Tô Thương nghiêm túc nói, thực tế là lo lắng cho sự an nguy của Tô Tinh Hà. Bởi vì linh khí khôi phục sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó nơi này dù sao cũng sẽ hỗn loạn, người ẩn núp trong bóng tối đều sẽ ra tay. Mà Tô Tinh Hà cảnh giới thấp, không thích hợp xuất đầu lộ diện, không thì chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Tô Thương, sau khi giải quyết Tô Tinh Hà xong, Tô Vô Kỵ nhìn về phía Tô Thương, chăm chú dò hỏi, đối với chuyện linh khí khôi phục, cháu có chuẩn bị gì chưa? Không có, Tô Thương lắc đầu, nói thật, liên quan đến linh khí khôi phục, cháu cũng không biết nhiều, mọi chuyện đều là Vương Dương Minh nói cho cháu biết, cũng không biết có nên tin hay không. Có thể tin, Tô Vô Kỵ nghiêm túc nói, con người Vương Dương Minh, bình thường thì nhìn không đứng đắn, nhưng chuyện đại sự ở trước mặt thì tuyệt đối không nói dối. Ông ấy có nói cho cháu biết, lần này xác suất linh khí khôi phục là bao nhiêu không? Tô Vô Kỵ hỏi. Không nói chính xác, chỉ nói đây không phải là chuyện lớn, Tô Thương nói thật. Nếu thế thì không cần quá lo lắng rồi. Tô Vô Kỵ gật đầu nói, ông ấy sẽ không nói trọn vẹn lời đâu, vấn đề không lớn thì cho thấy ông ấy đã nhìn thấy được tương lai rồi. Ông cố, cái tên Vương Dương Minh này rốt cuộc là người như thế nào? Tô Thương đột nhiên hỏi. Ông cũng không rõ nữa. Tô Vô Kỵ lắc đầu nói, ông ấy thần bí khác thường, ban đầu ở trước mặt sư phụ Huyền Thiên Tiên Đế của ông ấy vẫn luôn giữ phong thái cao thượng, không có chút kính sợ nào. Sư phụ ông cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại còn thương lượng mọi chuyện với ông ấy. Tô Vô Kỵ nói tiếp, hơn 100 năm trước, ông giả vờ không đột phá đến Nguyên Anh, thất bại dưới điểm xấu, cũng chính là biện pháp mà ông ấy và sư phụ ông cùng nhau quyết định. Sư phụ ông trước khi trùng sinh, đã từng nói với ông, trên thế giới này, ai cũng không thể tin, chỉ có thể tin Vương Dương Minh mà thôi. Lại có chuyện này sao, vậy cũng không cần đề phòng ông ấy. Tô Thương nghe được câu trả lời của ông cố, liền thấy yên tâm hơn. Quả thật, đừng nhìn anh ấy thành thật với Vương Dương Minh mà nghĩ rằng anh hoàn toàn tin tưởng, thực tế anh vẫn luôn đề phòng Vương Dương Minh. Người này quá thần bí rồi, rất nhiều chuyện đều có hình dáng của ông ấy, đều là do ông ấy sắp xếp. Người khống chế đại cục như thế, nếu là kẻ thù thì thật đáng sợ. Vì thế, Tô Thương trong lòng vẫn giữ lại chốt phòng tuyến cuối cùng, cũng không thổ lộ hết mọi chuyện với Vương Dương Minh. Nhưng sau khi nghe ông cố mình nói, thì Tô Thương lại hoàn toàn yên lòng. Người mà ở kiếp trước chính Huyền Thiên Tiên Đế mình đã giám định qua, chắc chắn không sai được. Hả? Chờ chút, vừa rồi ông cố mình xưng hô với Huyền Thiên Tiên Đế là cái gì? Tô Thương bỗng nhiên bắt lấy từ quan trọng, sư phụ. Huyền Thiên Tiên Đế là sư phụ của ông cố sao? Nhắc đến sư phụ ông, Tô Thương, tên nhóc này nếu nhìn lại thì cũng giống sư phụ ông đến mấy phần đó. Đúng lúc này, ánh mắt Tô Vô Kỵ nhìn vào Tô Thương, quan sát tỉ mỉ, sau đó cười nói, nhìn kỹ, càng giống hơn, quả thật là đúc ra từ một khuôn mà. Chỉ có điều, sư phụ Huyền Thiên Tiên Đế của ông, để Real Map, thời điểm ông biết cậu ấy cũng tầm 40, 50 tuổi rồi. Đã là trung niên hậu kỳ, trên mặt thoáng có chút già nua rồi. Tô Vô Kỵ nói tiếp, mà cháu lại không có real map, cũng trẻ hơn rất nhiều, cực kỳ non nớt, trách không được ông liếc một chút liền nhìn không ra. Nhưng nhìn càng lâu,
thì càng thấy cháu có chút quen thuộc đó, ha ha ha. Tô Vô Kỵ cười nói, nếu sư phụ ông nhìn thấy cháu, tất nhiên sẽ cực kỳ giật mình rồi. Tô Vô Kỵ, lúc này, Bạch Khởi bên cạnh khẽ cười nói, ông không nhìn lầm đâu, bệ hạ nhà tôi quả thực chỉnh dáng giống Huyền Thiên Tiên Đế cực kỳ, độc nhất vô nhị. Không chỉ có thể, thực tế, bệ hạ nhà tôi, chính là sư phụ Huyền Thiên Tiên Đế của ông đó. Bạch Khởi tiếp tục nói, ông cũng biết, Huyền Thiên Tiên Đế đã luân hồi rồi, chẳng lẽ Vương Dương Minh không nói cho ông biết, Huyền Thiên Tiên Đế luân hồi làm người đời sau của ông hay sao? Cái gì? Tô Vô Kỵ nghe vậy, nhất thời sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, thoáng có chút không được tự nhiên, sư phụ, thế mà trở thành hậu nhân của tôi. Không sai, Bạch Khởi nghiêm túc nói, vì thế, Tô Vô Kỵ, ông phải đối xử với bệ hạ tôi, thái độ tốt hơn chút. Đừng có thật sự coi cậu ấy là hậu nhân. Ông ấy là chắt trai, nhưng đã từng là sư phụ của ông có thể gọi là sư phụ, cậu ấy gọi ông là ông cổ, cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Khởi nhịn không được mà chửi thề, tôi đang nói cái gì thế này, mối quan hệ này của các người quả thật là phức tạp, khiến tôi có chút mơ hồ rồi. Có lý lắm. Ai ngờ, Tô Vô Kỵ nghe nói như thế, lại nhìn Tô Thương một chút, cực kỳ đồng ý, Tô Thương, không đúng. Sư phụ, cứ theo lời cậu ấy nói đi, sau này ông gọi cháu là sư phụ, cháu gọi ông là ông cổ, hợp tình hợp lý mà. Ông cố, Tô Thương sờ sờ lên mũi, cười khổ nói, ông thế này chẳng phải là hại cháu hay sao chứ, ông không cần gọi cháu là sư phụ, đây cũng đã là chuyện đời trước rồi. Không được, Tô Vô Kỵ lắc đầu, giọng điệu chính nghĩa nói, Huyền Thiên Tiên Đế dẫn ông đi trên con đường tu chân, truyền cho ông công pháp tối cao nhất, vì ông mà giải thích nhiều cái. Cậu ấy vĩnh viễn luôn là sư phụ ông, dù là chuyển thế luân hồi một vạn lần, ông cũng phải gọi cậu ấy một tiếng sư phụ. Chỉ là ông không ngờ, sư phụ thế mà lại luân hồi vào nhà họ Tô, làm hậu nhân của ông. Tô Vô Kỵ nói tiếp, nhưng cái này không ảnh hưởng gì, sư phụ, cứ theo lời ông nói đi, huống hồ, sư phụ là thầy, xưng hô thế này cũng không thể hiện được điều gì mà. Cái này, Tô Thương bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được rồi. Sư phụ. Bây giờ khoảng cách đến chuyện khôi phục linh khí chỉ còn có mấy tiếng, chúng ta bây giờ ở đây. Tô Vô Kỵ đang nói, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi lớn, thấp giọng nói, có người đến, mà là rất mạnh, ông đã nhận ra được một luồng khí tức cực kỳ mạnh. Bệ hạ, quả thực như thế. Bạch Khởi bên cạnh cũng như thế, nghiêm túc nói, khí tức của người đi tới, ẩn nấp rất kỹ, tốc độ di chuyển rất nhanh, mà lại, rất mạnh. Hửm. Tô Thương híp hai mắt lại. Nhíu mày nói, ông cố, Bạch Khởi, thực lực của người đang đến, có mạnh hơn các người không? Khó mà nói được, Tô Vô Kỵ nghiêm túc nói, uy thế trên người đối phương, không thể khinh thường, ông cảm nhận được, người đó lại là một đứa bé. Đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi, cái này, không thể tưởng tượng được, thật không thể tưởng tượng nổi. Tô Vô Kỵ không thể tin được mà nói, chỉ là bé gái mấy tuổi mà thôi, sao lại có uy thế của chuẩn tiên đế chứ? Không chỉ là chuẩn tiên đế đâu. Bạch Khởi nói thêm, tôi cảm giác khí tức của cô bé này, lại là trên chuẩn tiên đế thậm chí có một chút hương vị của tiên đế chân chính. Đứa trẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 64.